Rồi các chị ơi, nhanh tay mình sang liền em đầm này nha, 1364. Thật sự luôn, ngày hôm nay báo cái giá ra, em đảm bảo các chị ha, bất ngờ luôn. Có 149k mẫu đầm này thôi ạ. 149k. Hiện tại em còn đúng có 3 size thôi. Đó là size M, size L và size XL. Để các chị trong tầm từ 40kg đến 65kg vừa nha. Chất rất là đẹp, form là không chê vào đâu được luôn, form lên rất là chuẩn luôn nè. Đó, phối nút cho mình. Ngày hôm nay 1364 short sale chỉ còn có 149 thôi nha cả nhà ơi. Nhanh tay luôn các chị, và giá sale này em áp dụng duy nhất ngày hôm nay, duy nhất trên livestream này cho các chị mình thôi. Chị nào mình thích mẫu này các chị đặt liền cho em luôn ngay bây giờ nha cả nhà ha. Đó, 1364. Đây các chị nè, mặc la làm sao em giao hàng y chang vậy hết nha, không khác gì đâu nha cả nhà. Chất rất là đẹp luôn. 149k không tin nổ luôn, cái giá ngày nay sale rẻ khủng khiếp. Chị Nguyễn Trần ok nè, chị Tiểu My ok em chốt nè, 1364. Chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay, sale với giá là 149k mà thôi. Đó, đẹp chưa cả nhà ơi. Cái màu sắc của nó phải công nhận luôn, nó ngọt ngào ha, nó dễ thương. Và cái màu này nè, da trắng cũng mặc được và da ngăm mình mặc cũng được ha cả nhà. Form đầm này che bụng rất là tốt luôn. Đúng 3 size cuối thôi nha cả nhà. Cái này chậm đấy liền á. Trước mắt là 2X đã bị cháy hàng rồi, chỉ còn có 3 size này thôi. Em sale luôn 149k. Các chị ghi mã cho em nha, 1364 và kèm số điện thoại luôn nè. Đầm này bình thường các chị mình sang cũng phải là rẻ nhất thì cũng phải tầm 299k trở lên. Hôm nay shop sale luôn, một cái giá này không lợi nhuận đâu, chỉ còn có giá là 149k. Nhớ chia sẻ like dùm em luôn trên tường nhà nè, và chia sẻ vào các hội nhóm dùm em liền nha cả nhà. Chia sẻ like trên tường nhà và chia sẻ vào các hội nhóm dùm em để em chốt sale luôn cho mình nè. 1364 và kèm số điện thoại cho em nha. 1364 và kèm số điện thoại nè. Nhanh tay nè, lên đơn hàng cho em luôn. Ngay bây giờ em chịu hàng, giá em giảm ngày hôm nay cho các chị 149k. Chị nào mà mình thích mẫu này thì cứ lên đơn sớm giùm em. Chị Thơm Nguyễn ok nè, chị Diễm Hồng ok, em chốt đơn hàng cho chị nè. Các chị ghi mã cho em nha, DA1364 và kèm số điện thoại cho em luôn. 1364 và kèm số điện thoại chốt sau luôn trên line này, với giá chị còn có là 149k. Đầm em ra mặt 149k rồi. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt liền, vải này là vải lụa nha chị ơi. Ok nè, chị Hiền Hữu em chốt đơn hàng nè, chị Thanh My Trần ok em chốt nè, 1364. Và các chị ơi chú ý giúp em nha, cái mẫu đầm này là em gần hết hàng rồi, nên là có thể rằng chị nào đặt trễ nó sẽ hết hàng, nên các chị đừng buồn nha. Mình đặt nhanh chóng lên cả nhà, đừng đợi đến ngày mai ngày mốt làm chi. Đừng đợi đến ngày mai ngày mốt chiều, hôm nay là em đã sale rất là rẻ rồi, có 149 thôi. Nhanh nha cả nhà. Chị Vân Võ ơi, em thấy số điện thoại rồi nè, nhưng mà mình thiếu mã hàng rồi, mình thêm cho em mã hàng nữa nha. Chị Lan Ngọc em chốt nè, 1364, 149k thôi. Rẻ quá rẻ luôn. Cái vải này nó mát à, êm mềm mát này ha, mặc dễ chịu cho các chị mình luôn. Đó, form là lên form chuẩn luôn, xuất sắc chưa này cả nhà. Chị nào mà mình thích mẫu này á, các chị đặt ngay lúc này nha. Màu đẹp quá, mặc lên da trắng da cực kỳ luôn cả nhà. Da ngăm mà cũng đẹp, da trắng mà cũng đẹp luôn. Xinh quá ha. Và cái đầm này là các chị trẻ tuổi, các cô trung tuổi mặc được hết. Mã này mình ghi cho em nhé, 1364. À, còn 3 size thì em đọc luôn cái, à khoan, cái form đầm này nó sẽ hơi nhỏ một chút xíu. Các chị có thể tăng lên một chút, tăng size lên một chút xíu nha. L size M là L tầm khoảng là em xem M L 68-70, size L thì em tầm khoảng là 70-74 á cả nhà, L 74, size XL thì em tầm khoảng là 76-77 nha cả nhà nha. Đó, trong cái form đó các chị đặt hàng ha, còn lại là hơn số đo đó thì mình không vừa nha cả nhà. Và cũng hết 2X rồi. DA 1364 chị nào lấy đặt liền. Em chốt ngày hôm nay cho cả nhà mình nè, chỉ có giá là 149k. Đó các chị thấy chưa, mặc làm sao giao như vậy à, từng cái nút ngọc sáng bóng luôn, rất là đẹp nha cả nhà. Sale với giá chỉ có 149k mà thôi. Chị nào mà mình ưng mẫu này thì các chị cứ đặt hàng liền luôn giùm em nè. Ngay bây giờ em chịu hàng chịu size 149k. 1364 chị Yến Nguyễn,
1364 cho chị Phạm Phương em sale nè. Rồi chị Kim Như em lên đơn hàng cho chị mã 1364 nè. Có chị nào mà mình lấy mẫu này thì các chị đặt liền cho em luôn. Ngay bây giờ nha, để em chừa hàng chừa sai nè. 1364 và kèm số điện thoại cho em nè cả nhà ơi. Em chốt sale ngày hôm nay cho các chị mình luôn, chỉ còn có giá là 149k thôi. Giá siêu yêu thương luôn nha. Ai thích mẫu này thì các chị cứ đặt hàng sớm giùm em luôn. Ngay bây giờ nè, để em chừa hàng nào. Ok nè, chị Ngọc Tiên em chốt 1364 cho chị nè. Giá giảm ngày hôm nay cho các chị chỉ còn có là 199k. Chị nào mà mình 149k nha. 149k mẫu đồng này, chị nào ưng mẫu này các chị đặt liền luôn giùm em. Ngay lúc này em chừa hàng. Ok nè, chị Thanh Trâm chốt 1364 cho chị luôn. 149k. Rồi bây giờ em sẽ chuyển thêm cho mình một cái sản phẩm tiếp theo nha. Ai lấy mẫu nào thì các chị cứ đặt hàng cho em luôn ngay bây giờ nè. Để em chừa hàng và em sẽ chừa size cho các chị mình luôn. Cố gắng đặt liền tay nha cả nhà ơi. Rồi mẫu đầm tiếp theo shop sale nè. Hôm nay xả hàng tàn tập luôn. Đó, chị nào mình lấy mẫu nào cứ đặt hàng cho em luôn ngay bây giờ. Mẫu đầm tiếp theo shop lên cho các chị mình cũng sale đồng giá luôn nha cả nhà ơi. Rồi đợi em chút nha. Mẫu tiếp theo đây là DA1335. DA1335 shop sale luôn cho mình 149k mẫu này thôi. Chỉ có 149k thôi nha cả nhà. Chị nào mà mình lấy mẫu này các chị đặt liền cho em nào. Xinh chưa nè cả nhà ơi. Đó, có túi luôn nha cả nhà ơi. Ngày hôm nay sale cho các chị mình luôn. Giá đặc biệt chị Thảo Hình ok 1364 lên đơn luôn. Rồi, chia sẻ dùm em nha. Trên tường nhà vào nhóm. Mã đồng em đang mặc nha. 1335 ngày hôm nay shop sẽ sale luôn, chỉ còn cái giá 149k. Chị nào mình ưng mẫu này các chị lên đơn liền, form chữ A và xè nhẹ đuôi cá phía dưới xinh lắm, có túi hai bên cho các chị mình luôn. Chất này là mặc cực kỳ mát nha. 1335 và kèm số điện thoại cho em luôn 149. Đầm caro và lại đằng sau cái nữa em sẽ cho mình xem sau nha. Ai lấy mẫu này các chị đặt cho em là 1335. 1335 nha cả nhà, 149. Các chị nhìn cái form nè, rất xinh nha. Đó, kiểu là form chữ A. Với lại phía dưới này nó sẽ có hai cái bạc tà đắp chéo lại. Nó tạo cái form xề xề nhẹ đuôi cá ha. Rồi phải lụa mango thì êm mềm mát. Với lại nó sẽ có co giãn luôn. Có co giãn nhẹ nha, đủ để mình mặc thoải mái. Em có 4 size, các chị cứ lên đơn đi, bên em tư vấn size cho mình. ML, XL, 2X là đều có đủ và trong tầm từ 40kg đến 65kg vừa. Mã mình cứ ghi cho em là 1335. 1335 và kèm số điện thoại cho em luôn. 1335 và kèm số điện thoại sale luôn trên line 149k. Rồi chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em luôn. Ngay bây giờ em chuyển hàng nè, 1335 và kèm số điện thoại. Chất bao êm, bao mềm, bao mát luôn nha cả nhà ơi. Không hề nhanh nhầu một chút nào hết nha cả nhà. Từ 40kg nè đến tầm khoảng là 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa mẫu đầm này. Chị nào mà mình ưng mẫu này các chị đặt hàng cho em luôn. Ngay bây giờ nha, điểm chuyển hàng chuyển size mã này là 1335. 1335 và kèm số điện thoại cho em nào. 1335 và kèm số điện thoại em sale liền trên line này cho cả nhà mình luôn. 149 thôi, giá quá rẻ luôn. Chị nào mình thích mẫu này đặt liền. Chị Thanh My ok, chị Hoàng Nguyệt ok, em chốt đơn hàng cho chị nè. Mã 1335 có, chị nào mình lấy mẫu này thì cứ lên đơn hàng sớm giùm em luôn. Ngay bây giờ nha, để em chừa hàng chừa size 1335 và kèm số điện thoại nha. 1335 cho chị Thu thì em chốt đơn hàng nè. Chị Ngọc Hà ok, em lên đơn hàng cho chị luôn. Có chị nào mình lấy mẫu này các chị lên đơn sớm giùm em luôn ngay bây giờ nha cả nhà ha. Rất là xinh luôn nè. 1335 kèm số điện thoại luôn, nhanh tay cả nhà ơi. Chị Hồng Thắm em có size chị nha. 4 size luôn, ML, XL với lại 2X, trong tầm từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Rồi chị nào mình lấy mẫu này đặt cho em luôn 1335 này cả nhà. Phong chuẩn luôn, rất là dễ mặc. Với mẫu đầm này thì các chị trẻ tuổi, các cô trung tuổi nè đều có thể mặc được nha cả nhà ha. Ai lấy mẫu này thì các chị lên đơn sớm giùm em, đem lại cạnh cạnh cho các chị mình xem thử nè. Đó, form đẹp chưa? Rồi sale luôn. Sale luôn chỉ còn 149. 149k, mã mình ghi cho em nhé. 1335. 1335 cho chị Mai Mai, 1335 cho chị Ngọc Loan em sale nè. 149k mẫu đầm này. Ai ưng mẫu này thì các chị cứ lên đơn hàng sớm giùm em luôn ngay bây giờ nha, để em chừa hàng chừa size liền nè. 1335 và kèm số điện thoại cho em nè.
Nhanh tay nha cả nhà ơi, chuẩn phong cực kỳ luôn, chất cực êm mà và mặc mát cho mình nha. Chị Thanh Mỹ ok, em lên đơn hàng cho chị luôn, mã này là 1335. Có chị nào mà mình thích mẫu này thì các chị cứ lên đơn hàng xử dùm em luôn nè. Ngay bây giờ em chịu hàng 1335 nha, 149, quá rẻ luôn. Vải này thì mặc bao êm rồi ha cả nhà. Cái chất nó rất là mịn nè, mát nè, dễ chịu nè. Mà cái vải này là không nhăn nhầu, bao cho các chị giặt máy giặt tay vô tư thoải mái luôn. Rồi một màu thôi, không có màu khác nha cả nhà nha. Đó, kèm túi hai bên đây, xinh quá chừng. Ở đây là em cao 1m62 này, cái form em mặc dài tới đây này. Tùy vào chiều cao mỗi người thì các chị mặc dài ngắn khác nhau nha. Chị nào mình ưng mẫu này các chị đặt hàng cho em luôn, 1335 và kèm số điện thoại cho em nha. 1335 và kèm số điện thoại sale luôn trên like, chị còn có giá là 149k. Chị Ánh Thu ok, chị Tuyết Hồ ok, em lên đơn hàng cho chị nè, 1335 149k. Còn chị nào mình lấy mẫu này nữa không à? Nhanh nào cả nhà ơi, chốt đơn hàng ngay trong cái livestream này để được áp dụng với giá sale cho mình luôn nha. 1335 và kèm số điện thoại 149k. Chị Quỳnh Kẹo ok, chị Hương Nguyệt ok, chốt đơn à. Nhanh nha cả nhà ơi, hết chương trình sale là giảm tăng rồi. Nếu các chị đặt ngay lúc này sẽ được áp dụng với giá ưu đãi nha, là chỉ còn có 149k mà thôi. Chị nào mình lấy mẫu này thì cứ lên đơn hàng sớm giùm em ngay bây giờ nè, để em chừa hàng luôn. 1335 và kẹp số điện thoại sale với giá là 149k. 149k mẫu đầm này, ai nhanh là còn, mà ai chậm là hết hàng. Đó, ai nhanh là còn mà ai chậm là hết hàng nha cả nhà ơi. Cố gắng lên đơn càng sớm càng tốt để em chốt sale luôn. 1335 và kèm số điện thoại luôn, 149k thôi. 1335 chị Hoàng Trương có sao em chốt đơn nè. 1335 cho chị Thanh Mi Trần em chốt nè. 149k, có chị nào mình lấy mẫu này đặt liền cho em ngay bây giờ nha. Bây giờ em sẽ qua thêm cho mình một cái sản phẩm khác sale nữa nè. Ai lấy mẫu nào thì các chị cứ đặt hàng sớm giùm em luôn ngay bây giờ nha, để em chừa hàng chừa sao luôn nè. Rồi bây giờ em lên thêm cho mình một sản phẩm khác nha, đợi em một chút xíu nè. Ưng mẫu nào thì các chị cứ lên đơn hàng cho em luôn ngay bây giờ nha, để em chốt đơn. Nhanh tay nha cả nhà ơi. Mẫu tiếp theo, mẫu tiếp theo em lên cho mình đây là 1325. Đây nha cả nhà ơi, 1325 mẫu đầm này. À rồi, rồi ok chị Mai, chị Mai Huế nha, tí nữa sẽ có nhân viên hỗ trợ cho mình đổi mẫu luôn chị nhé. Và bây giờ em có cho mình mẫu này, sale shop cho nhà mình đây cả nhà ơi, 1325 nha cả nhà. Ok chị Nguyễn Phượng nha. Rồi em chốt đơn cho chị Nguyễn Phượng luôn nè. Các chị ơi đặt liền 1325, shop sẽ sale luôn 149. 149k này, chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng cho em luôn ngay bây giờ nha. Phối nút gỗ nè. Đó, form xè có túi hai bên và dây khóa kéo phía đằng sau cho các chị mình luôn. Rồi đầm này ngày hôm nay shop cũng xả hàng luôn rồi, 149k mẫu đầm này. Rồi chị nào ưng đặt liền. À đầm đó có size 2X nha chị Bùi Ngoan ơi. Rồi, mã đầm này các chị ghi cho em là 1325. 1325 ngày hôm nay shop sẽ sale luôn cho mình, chỉ còn có giá 149k thôi. Các chị thấy chưa? Sale cực rẻ nha. Và cái vải này nó có co giãn nhẹ, có kèm túi hai bên nè ha. Cổ V và D phối với nút gỗ cho mình luôn. Dây khóa kéo thì phía đằng sau. Ai ưng mẫu này thì các chị đặt hàng sớm giùm em luôn. Ngay bây giờ là để em chừa hàng chừa size liền trên like cho các chị. Mã này các chị ghi cho em là 1325 và kèm số điện thoại cho em nha. 1325 và kèm cho số điện thoại sale liền trên like với giá chỉ còn có là 149k mẫu đầm này. 149k mẫu đầm này, có chị nào mà lấy mẫu này đặt liền luôn giùm em nè. Ngay bây giờ chừa hàng. Phía đằng sau là có dây khóa kéo cho các chị mình nha. Có 4 size cho các chị mình lựa chọn luôn, ML, XL với 2X. Chị nào mình ưng mẫu này thì các chị cứ đặt hàng xứng giùm em luôn. Ngay bây giờ để em chịu hàng là mã này mình ghi cho em là 1325. 1325 và kèm số điện thoại cho em nha. Rồi chị Thanh Trang em chốt nè. Chị Ngọc Hân 1325 sale là 149k. Cơ hội chỉ có duy nhất ở trên live này. Cơ hội chỉ có duy nhất trên livestream này thôi nha cả nhà ơi. Với cái giá sale này phải nói là shop xả hàng không lợi nhuận rồi. Thế thì không cần phải phân vân đắn đo về giá nữa rồi nha cả nhà.
65 chân vừa chứ chị. Rồi cái chị cứ cái mẫu 1335 vừa nãy hả chị? Khoan 65 ký mình cho em lên chịu. À quên, 68 ký hả chị? 68 ký mẫu vừa nãy không vừa chị nha. Nếu mà các chị mà tầm 68 hay là 6 mấy ký, các chị nhớ cho em thêm chiều cao cân nặng và cái số đo vòng eo. Nói chung là quan trọng có số đo thì sẽ chính xác hơn nha cả nhà. Đầm em đang mặc là 1325, sale với giá chị còn có là 149k mẫu đầm này. Chị nào ưng mẫu này các chị đặt liền luôn giùm em. Ngay bây giờ em chịu hàng nè, 149k đầm em đang mặc nhá. Ok nè, chị như ý cách tường chốt 1325 sale 149. 1325 chị Ngọc Am chốt. 1325 cho chị Nguyễn My chốt luôn. 149k rồi nha mà cả nhà. Form quá đẹp luôn. Đó, xuất sắc chị các chị. Vừa phải. Ở đây nè, em cao mét 62, các chị thấy cái form này. Nó dài qua đến phần là vừa ngang bắp trên vậy. Cái chị cao mình mặc cũng được, các chị có chiều cao khiêm tốn mình mặc cũng được. Ai không thích cắt ngắn lên la, không ảnh hưởng form đầm. Vải này nó mát với lại nó có co giãn nha. Đó, rồi chị nào lấy đặt liền luôn giùm em. Em chịu hàng đầm dài này. Có chị ơi, đầm dài hơn vậy cũng có, tí nữa có diễm lai sau. Ai lấy mẫu này các chị đặt cho em 1325. Rồi nha, tay nha, chị Thiến Ngọc trước 1325, chị Nguyễn Thủy trước 1325, đầm đen 1353. Mẫu đó mình đặt nhanh đi chị ơi, mẫu đó là hả mấy bữa nay hàng mới mà em thật sự là em không dám like luôn cả nhà, tại vì nó đi hàng quá nhanh luôn á cả nhà. Đầm này nè, nó đi hàng quá sức tưởng tượng luôn, nó đi quá. Bây giờ mỗi size chỉ còn có mấy cái cuối cùng nên là bữa giờ các chị thấy không? Em không like luôn cả nhà. Ngày nào nó cũng đi hàng ào ào hết trơn luôn á, giờ đâu. Giờ là khỏi cần like luôn á cả nhà, mà nó vẫn đi hàng quá chừng đây, gần hết hàng rồi. Một cái đầm cổ bệt vai 1353 shop sale có 299 thôi. Cái này mình cố gắng đặt liền nha. 1353 299k. Đó em nhá xíu thôi chứ em không có giới thiệu kỹ về cái mẫu này đâu. Cái mẫu này khỏi nói rồi, đi hàng nhanh lắm. Ai thích thì mình cứ đặt hàng hoặc là mình xem những cái like trước giùm em nha cả nhà. Tại vì em không dám giới thiệu lâu sợ nó hết hàng. Cái đó nó có túi luôn nha. Rồi bây giờ nè, mã đầm này các chị ghi cho em là 1325 sale 149. Cái này thì có được hàng đủ size 40kg đến 65kg vừa nhanh tay. 1325 và kèm số điện thoại cho em nha. 1325 và kèm số điện thoại sale luôn trên live. Chị còn có giá là 149k. Có chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay nè. Chị Nhã Phương ok. Rồi chị Khanh anh em chốt đơn hàng cho chị luôn nè. Chị nào mình lấy mẫu này đặt cho em là mã hàng với số điện thoại liền. Mã hàng và kèm số điện thoại liền cho em là cả nhà ơi. Chia sẻ live giúp em luôn trên tường nè, và chia sẻ vào các hội nhóm giùm em nha. Rồi form chuẩn đẹp luôn, chất êm mềm mặt mát nè ha. 40kg đến 65kg vừa. Chị nào mình thích mẫu này đặt cho em luôn mã hàng với số điện thoại 1325. 1325 và kèm số điện thoại 149k thôi nha. 149k. Lên đơn sớm giùm em luôn, ngay lúc này để em chuyển hàng chuyển xa nha cả nhà nha. Rồi bây giờ em sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu đồng khác nữa nè, sale rẻ khủng khiếp luôn. Chị nào mình lấy mẫu nào các chị đặt cho em luôn mã hàng với số điện thoại cho em nha. Rồi chờ em vài giây nha, chuyển qua thêm cho mình một mẫu đồng tiếp theo nữa đây. Hôm nay shop sale toàn tập luôn. Ai ưu mẫu nào thì các chị đặt cho em là mã với số điện thoại liền nha. Ở đây em có mẫu đồng này là 1349 nè. Đây nha cả nhà ơi, mẫu em đang mặc nè, mã sản phẩm này là 1349, một cái mẫu đầm ôm body. Một cái mẫu đầm ôm body cực kỳ là sang luôn, 1349. Đầm này nha, còn trời ơi. Rồi thôi rồi, các chị ơi mẫu này còn 3 size thôi, sale nhanh nha. 1349 sale nhanh nha cả nhà ơi, còn 3 size cuối à. Chốt luôn cho nhà mình nè. 139 rồi, đặt liền đi cả nhà. 139 luôn á nha các chị. 3 size thôi, 3 size hàng này còn ít lắm. 139 luôn, nhanh nào cả nhà ơi. Co giãn nhiều, nếu mà bây giờ ai mặc 2X có thể giảm xuống XL mặc được, tại vì cái vải nó có co giãn nha. 1325 chị Diệu Thủy ok. Chị Diệu Thủy ok. Rồi mã đầm này các chị ghi cho em là 1349 chốt liền nha các chị ơi. 139. Em like nhanh 30 giây em coi mẫu luôn. 1349 kèm số điện thoại. 1349 xả hàng luôn 139k, hôm nay vừa bán vừa tặng luôn. Vải có co giãn cho mình, mặc cực kỳ êm. Mặc cực kỳ êm luôn nha, 139k đầm này.
139 ca mẫu đầm này, chị nào mình lấy mẫu này thì các chị cứ đặt cho em luôn ngay bây giờ, làm mã hàng nè và kèm số điện thoại cho em luôn, chia sẻ like dùm em luôn trên tường nhà và chia sẻ vào các hội nhóm dùm em nha. Rồi xong chưa cả nhà ơi, cố gắng lên đơn liền nè. Đầm này của em với mã sản phẩm này là DA1349 nha, 139 ca mẫu này. Vải nhung kim tuyến nha, chắc mát nè và co giãn rất là nhiều, không hề ngứa ngáy, không hề khó chịu luôn. Xếp ly che bụng rất là tốt nha cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ qua thêm một cái mẫu đầm tiếp theo nữa nè. Ai lấy mẫu nào các chị đặt cho em luôn ngay bây giờ ha, mã với điện thoại em chút đơn. Đầm tiếp theo. Mẫu đầm tiếp theo lên cho các chị đây. Đây là DA1340 đầm này em sẽ có cho mình 4 size ML, XL với 2X. Rồi các chị trong tầm 40kg đến 65kg vừa. Có túi hai bên phía đằng sau, dây khóa kéo cho các chị mình nha. Rồi đầm này các chị ghi mã cho em là 1340 và kèm số điện thoại cho em. Ngày hôm nay shop sale luôn trên line này cho cả nhà. Chỉ còn có giá là 169 thôi, 169 ca mẫu đầm này thôi. Mã mình ghi cho em là 1340 và kèm số điện thoại cho em nha, 169. 169 ca đầm này, form chuẩn đẹp luôn. Đó, 4 size cho các chị mình lựa chọn luôn nha cả nhà ơi. ML, XL với 2X nhưng mà cái 2X là còn ít nha cả nhà, nên là chị là thích mẫu này nhanh tay. Phải có co giãn và không bị nhanh nhào, có kèm túi hai bên luôn. Đó, cổ tròn ha, tay lỡ. 1340 nha cả nhà ơi. Rồi chốt đơn liền cho em ngày hôm nay nè cả nhà ơi, sale cho mình với giá chỉ có 169k mà thôi. 169k mà thôi nha cả nhà. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn cho em luôn. Ngay lúc này em chịu hàng, mã này là DA1340 và kèm số điện thoại 169. Ok, bây giờ em bắt đầu nhận đơn hàng nha. 1340 cho chị Ngọc Tuyết, sale giá 169k. 1340 cho chị Bích Dung nè, chốt nè. 1340 cho chị Thanh Hồng chốt nè. 149 ca mẫu đầm này, có chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em luôn ngay bây giờ nha, để em chừa hàng chừa sai. Mã mình cứ ghi cho em là 1340 và kèm số điện thoại luôn, 149 ca thôi nha cả nhà ơi. 169 ca thôi nha cả nhà ơi, 169 ca. Chị nào lấy đặt hàng sớm giùm em nhanh tay nha cả nhà ơi. Cái tím này còn size M thôi chị ạ. Chị vừa size M cũng thì có gì em like cho mình, chị còn đúng một size thôi. Rồi đầm em đang mặc, chị nào lấy đặt cho em nha. Mã này là DA1340, short sale luôn, có 169. Ok chào chị Thanh Thanh, em chốt đơn cho chị nào 1340 nè. 169 ca một đầm này, chị nào mình ưng đặt hàng sớm giùm em nè. Ngay bây giờ em chịu hàng, đầm sẽ có túi nha. Đầm có túi hai bên, em cao mét 62, form này dài, mặt dài là qua gối cho các chị mình đây. Rồi nhanh tay nè cả nhà ơi, lên đơn sớm giùm em. Mã này là DA1340 và kèm theo số điện thoại nha. Chốt với giá là 169k. Giá siêu yêu thương luôn, chị nào mình ưng mẫu này các chị đặt liền luôn giùm em chịu hàng nè. Nhanh tay nha cả nhà ơi. À, dạ còn đó chị Chính Nguyễn ơi, mẫu đó em mới may thêm á chị, mình cứ đặt hàng chị nha. Mình cứ đặt hàng đi, em mới may thêm cho mình mẫu đó. Rồi. Ai lấy mẫu nào các chị đặt cho em luôn là mã hàng nè và kèm số điện thoại. Đầm này các chị ghi cho em là 13DA1340 và kèm số điện thoại cho em nha. Rồi mẫu tiếp theo em lên cho các chị mình đây. Chờ em vài giây nhé, em qua thêm một cái. À nãy có chị hỏi đầm dài đúng không? Dạ em sẽ mặc lên một cái mẫu đầm dài cho các chị xem thử nè. Chia sẻ like dùm em luôn nha cả nhà. Rồi maxi. Bây giờ maxi là em chỉ có đúng một mẫu thôi nha. Maxi bây giờ em chỉ có đúng một mẫu duy nhất thôi nè. Đợi em chút em mặc lên cho mình xem. Đây, 1336. Rồi bây giờ nha cả nhà ơi, 1336 maxi dài tới phần cổ chân luôn, vải lụa mango. Ngày nay em sale cho mình luôn, có 229 thôi nha cả nhà ơi. Chỉ có 229 ca mẫu đầm này, chị nào mình ưng mẫu này các chị lên đơn liền cho em ạ. Phía đằng sau nha, phía đằng sau là dây khóa kéo cho các chị. Ở đây em cao 1m62,
bông này dài tới phần cổ chân như thế này ha. Cái vải êm mềm và mặc mát và có co giãn nhẹ luôn. Chị nào mình thích mẫu này thì các chị cứ lên đơn hàng xứng giùm em luôn. Ngay bây giờ này, điểm trừ hàng chị sai 1336 nha cả nhà. 1336 và kèm số điện thoại nè. Lên đơn liền luôn giùm em ngay bây giờ, em trừ hàng 1336. Chốt sale luôn với giá chỉ có 229. 229k. Ưng mẫu này thì các chị cứ lên đơn hàng xứng giùm em luôn. Ngay bây giờ nha, điểm trừ hàng chị sai 1336 và kèm số điện thoại nha cả nhà. 1336 kèm số điện thoại đem cam với 62 phong này dài tới phần cổ chân như thế này. Chất êm mềm và mặc mát và có co giãn cho các chị mình luôn. Chị nào mình lấy mẫu này thì các chị đặt hàng cho em luôn ngay bây giờ nha. 1336 và kèm số điện thoại. 1336 và kèm số điện thoại sale luôn trên live chỉ còn có 229. 229k thôi nha cả nhà ơi. Ưng mẫu này thì các chị cứ lên đơn sớm giùm em nào. Ngay bây giờ điểm trừ hàng trừ sai 1336 và kèm số điện thoại. 1336 và kèm số điện thoại rồi, có chị nào ưng ý đặt liền. Ok chị Trang Ngọc em chốt đơn hàng, chị Nguyễn Nhi ok em chốt đơn hàng cho chị nào, mã này là 1336. Còn chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay nha cả nhà ơi, có 229 thôi, rẻ quá. Vải mềm, chất êm và mặc mát cho mình và đồng thời nó sẽ có co giãn nữa. Không bị nhanh nhậu luôn nha. Từ 40kg đến 65kg là vừa. Tranh thủ nào cả nhà ơi, chốt đơn hàng ngay bây giờ để em giảm giá cho các chị mình luôn. Chỉ còn có giá 229 thôi. 229k một đầm này thôi nha cả nhà ơi. Xong chưa các chị nè. Nhanh tay nha cả nhà ơi, chuẩn bị em qua mẫu đầm khác nè. Ai lấy mẫu này thì các chị đặt cho em luôn ngay bây giờ, là mã hàng và kèm số điện thoại cho em luôn. DA1336 và kèm số điện thoại nha. Vải mát cực kỳ và có co giãn nhẹ cho mình nữa ha. Rồi bây giờ em sẽ lên tiếp tục cho mình thêm một cái sản phẩm nữa nè. Chị nào mình lấy mẫu nào thì các chị đặt cho em luôn ngay bây giờ nha, để em chịu hàng. Đây em lên cho mình một cái mẫu đầm sơ mi đi ha. Sơ mi hoa nhí nè, đợi em vài giây nha. Có chị nào mình ưng mẫu nào thì các chị lên đơn hàng luôn. Nhanh tay nha cả nhà. Mẫu đầm tiếp theo mà shop lên cho mình đây là một cái mẫu đầm sơ mi hoa nhí 1377 nè. Rồi chờ em vài giây. Đây nha cả nhà ơi, 1377 đầm em đang mặc trên người nè. Đó, đầm này shop sẽ có cho mình 4 size. À, 68 cân mặc vừa không hả chị? 68 cân mình cho em thêm vòng eo. Nếu như eo mình tầm 84 hoặc là eo 86 trở xuống á, là mình mặc vừa nha chị nha. Rồi và bây giờ em đem cho mình mã đầm 1377 nha. 1377 nha cả nhà ơi. Rồi hôm nay 1377 sale luôn, chị còn có giá 259 thôi. Đó, các chị ơi, sơ mi nha, sale luôn có 259k. Em có cho mình là 4 size luôn, M, L, XL với 2X, cả nhà cứ lên đơn đi. Cả nhà tranh thủ lên đơn liền cho em nha. 1377 nha các chị. Một mẫu đầm sơ mi hoa nhí mới luôn và hôm nay shop sale cho mình giá đặc biệt chỉ có 259 thôi. Chỉ có 259k mẫu đầm này thôi nha cả nhà. Với mẫu này shop có may túi cho mình một bên nha. Form là lên form chuẩn và dây khóa kéo ở phía đằng sau. Đó. May dây khóa kéo phía đằng sau cho mình ở đêm cao 1m62 nha. Thì form đầm này dài tới đây. Đợt này là cái những cái mẫu đầm mà hoa nhí nó hơi bị hiếm đúng cả nhà. Tính ra là có cái mẫu đầm này nè, với lại hình như em còn có thêm một mẫu nữa là hai mẫu hoa nhí thôi, chứ là hết rồi. Đó, các chị ơi tranh thủ lên đơn liền nếu mà chị nào thích hoa nhí nha. Form nè, lên chuẩn form, mặc gọn người và che bụng rất là tốt. Thường những cái mẫu hoa nhí thì các chị mặc lên nó sẽ giúp anh gian và số đo và nó sẽ giúp mình che khuyết điểm tốt nha cả nhà. Đầm em đang mặc là 1377 nè. Hôm nay sale luôn trên live để cho cả nhà mình chỉ còn có giá là 259k mẫu đầm này. 259k mẫu đầm em đang mặc nha. Ai lấy mẫu này thì các chị lên đơn sớm giùm em luôn. Ngay bây giờ nè, để em chịu hàng chịu sai. Mình ghi mã này cho em là 1377 nha. 1377 và kèm số điện thoại nè. 1377 và kèm trên số điện thoại em chốt đơn ngay lúc này cho cả nhà là chỉ còn có giá là 259. 259k mẫu đầm này. Ai lấy mẫu này thì các chị đặt hàng sớm giùm em luôn ngay bây giờ nha, để em trừ hàng và trừ sai luôn. Nhanh tay nào cả nhà ơi.
Nhanh tay nào cả nhà, tranh thủ nha, mình lên đơn sớm giùm em luôn, ngay bây giờ em chịu hàng nè. Số lượng em thì còn rất là ít thôi, chứ không có nhiều. Rồi, 1377 shop sale 259, 1377 sale giá 259k. Có chị nào mình ưng ý mẫu này thì cứ lên đơn liền luôn giùm em nè, ngay bây giờ em chịu hàng luôn. Nhanh nha cả nhà ơi, chốt đơn liền ngay lúc này để em chịu hàng và chịu size luôn nào cả nhà. 1377 và kèm số điện thoại. 1377 cho chị Mỹ Nghĩa sale 259, 1377 cho chị Thảo Nguyên sale giá 259k nè. Rồi 40kg đến tầm khoảng là 65kg là vừa, 40kg đến 65kg là vừa. Ai lấy mẫu này thì các chị cứ lên đơn sớm giùm em nha, ngay lúc này là để em chiều hàng và em chiều size liền trên like cho cả nhà mình luôn. Rồi xong xong trên này cả nhà ơi, tranh thủ lên đơn nha, tranh thủ lên đơn hàng sớm giùm em ngay bây giờ. Em chiều hàng mã này là DA1377 nha, 1377 cho chị ta, chị ta Na Nguyễn em chốt đơn, chị Linh đem 1377 chốt đơn nè, 259k. Vải này á là vải lụa, vải lụa mango này các chị nè, nó vẫn là sẽ có co giãn cho mình nha. À, tùy vào chiều cao mỗi người mình mặc dạng khác nhau, có những chị mình 1m4 mấy 50 thì các chị mặc sẽ dài che gối nha cả nhà, các chị sẽ mặc dài qua gối. Còn em là em cao 1m62 thì form em nhặt dài tới đây nè. Rồi ai lấy mẫu này nhanh tay nha cả nhà, mã sản phẩm này là DA1377 và kèm số điện thoại đó. Những cái form đầm mà form ngắn như vậy nè, đã dài trên gối thì nó sẽ giúp cho mình ăn da chiều cao cực kỳ là tốt luôn nha cả nhà ha, mà gọn người nè và nhìn trẻ trung nữa. Đầm này các chị ghi cho em 1377 nè. Ok chị Thanh Khuê Nguyễn em chúc 1377 nha, 259k mẫu đầm này, 259k mẫu đầm này. Ai lấy mẫu này các chị đặt sớm giùm em nè, form chuẩn đẹp chưa, dây khóa kéo phía đằng sau nha. Từ 40kg đến 65kg vừa, 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa mẫu đầm này. Rồi nhanh nào cả nhà ơi, chia sẻ like giùm em luôn trên tường nhà nè, và chia sẻ vào các hội nhóm giùm em nha. Chị nào nhanh là còn, chị nào chậm là hết hàng nha. 1377 nè, ok chị Quý, chị Quỳnh Thúy em chút đơn hàng cho chị nè, chị Thanh Miêm chút 1377 cho chị nè, 259k, chỉ có 259k mẫu đầm này thôi. Ưng mẫu này thì các chị cứ lên đơn hàng sớm giùm em luôn, ngay bây giờ là để em chịu hàng chị size 1377 và kèm số điện thoại được nè. Em không có giả hộ rồi chị Nguyễn Thị Minh ơi. Ok nè, chị Thanh Châu chốt, chị Linh Nguyễn, ok em chốt đơn hàng cho chị. Mã mình ghi cho em nha, 1377 và kèm số điện thoại luôn, 1377 và kèm số điện thoại, sale luôn trên like, giá là 259k mẫu đầm này, 259k giá siêu rẻ. Chị Diệu Hàm chốt đơn, chị Trang Đức ok luôn. Rồi các chị ơi, đầm sơ mi nha, form chuẩn đẹp luôn, 4 size cho các chị mình lựa chọn luôn. Đó thì chị 2X có thể E82 nha. Đầm này size 2X E82 chịu xuống mình mặc vừa, hoặc là E84 chịu xuống mình mặc vừa nha cả nhà. Có gì mình đo giúp em vòng eo để mình chọn size nha. Tầm E84 chịu xuống vừa, mã này là 1377. Em giảm ngay trên like cho các chị mình luôn, với giá chỉ còn có 259k thôi nha. 259k mẫu đầm này. Rồi nhanh nào cả nhà, chị nào mình thích mẫu này đặt liền. Rồi chị Nguyễn Trang ơi, ok chị luôn nha. Rồi cho em thêm số điện thoại luôn nha chị Nguyễn Trang. Comment cho em nào cả nhà ơi, mã hàng và kèm số điện thoại. Em cam hết 62 form dạy tới đây nha cả nhà. 1377 giá sale hôm nay 100 sale với giá chỉ còn là 259 nha. 259k mẫu đầm này, mã 1377 nha. Rồi bây giờ em sẽ qua thêm nè, một mẫu đầm tiếp theo nè. Chị nào mình ước mẫu nào đặt liền cho em nha cả nhà ơi. Và nhớ là chia sẻ like giúp em luôn trên tường nè, và chia sẻ vào các nhóm giùm em nha. Đầm tiếp theo, hãy lên cho mình một mẫu đầm tiếp theo nha. Mình nhớ chia sẻ like giùm em luôn nha cả nhà ơi, trên tường nhà vào nhóm nha. Rồi bây giờ nè, có thêm cho mình một cái mẫu đầm này sale nữa đây, chia sẻ like giùm em nha cả nhà ơi. Đây một mẫu đầm hoa 7 mảnh, một mẫu đầm hoa 7 mảnh nha cả nhà ơi. Mã này là DA1346 nè, DA1346 nè. Đầm này em sẽ có cho mình là 4 size ML, L2X. Rồi ngày hôm nay shop sale luôn 199 thôi các chị ạ, 199 thôi đó. Rồi ai lấy mẫu này nhanh tay đặt liền, nền của nó nền tông màu nâu như thế này đây. Mã này là DA1346, sale luôn nha, chỉ còn là 199k mẫu đầm này.
199k shop xạ hàng luôn. Rồi bây giờ chị nào mình lấy nhanh tay nè, form đẹp chưa nè các chị, nó may là từ 7 mảnh ghép lại nên các chị khi thấy mình mặc những cái form đồng này lên á, nó giống như đồ may riêng cho mình vậy đó, mà nó gọn người lắm. Ở phía trước là có 3 mảnh nè, và phía đằng sau có 4 mảnh ghép lại với nhau nè. Rồi ngày hôm nay sale luôn cho mình nha cả nhà ơi, với giá chỉ còn có là 199k mẫu đầm này. 199k mẫu đầm em đang mặc trên người. Ai lấy mẫu đầm này các chị đặt hàng sớm giùm em, em trừ hàng và trừ size. Mã đầm này các chị ghi cho em là 1346 nha cả nhà ơi. Form đẹp quá trừng luôn nè các chị, tranh thủ lên đơn liền cho em ngay bây giờ, em trừ hàng nha. Đó các chị nhìn cho em nè, form nè, xuất sắc luôn. Ở đây phía trước là các điểm cái nơi cho cả nhà mình nha. Em có 4 size cho mình lựa chọn luôn, M, L, L với lại 2X. Chị nào mà mình ưng mẫu này thì các chị đặt hàng cho em 1346 và kèm số điện thoại cho em nha. 1346 và kèm số điện thoại chốt với giá chỉ còn có là 199k mẫu đầm này. 199k mẫu đầm này nha cả nhà ơi. Lên đơn liền cho em nào cả nhà, form chuẩn đẹp luôn, các chị thấy chưa nè. Đó, xuất sắc ha. Em cao 1m62 thì cái form đầm này em mặc dài tới đây nè, che gối cho các chị mình luôn. 1346 chốt với giá là 199 rồi, chị nào mình ưng đặt liền cho em nào, nhanh tay nha. Nhớ chia sẻ like dùm em luôn trên tường nhà vào nhóm. Chị Phạm Hồng ok nè, chị Ngọc Mai ok chốt nè, 1346 nè. Đầm này bình thường các chị mua phải là 299k. Bây giờ các chị đặt trên like này đi, em giảm cho mình là 100.000. Em giảm cho mình 100.000 đồng so với giá bình thường em bán, mình chốt hôm nay có 199 mà thôi. Và lại hết chương trình sale thì mình vẫn mua là giá cao hơn nha cả nhà ha. Rồi ai lấy mẫu này các chị lên đơn cho em là mã hàng và kèm số điện thoại luôn. Nhanh tay nào cả nhà ơi, nhanh tay nào cả nhà ơi, đầm em đang mặc nha, mã 1346 sale chỉ còn có 1.199, chỉ còn có giá là 199k mẫu đầm này. Chị nào mình lấy đặt liền, chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt liền cho em luôn ngay bây giờ nha. DA1346 ok chị Hoa Trương. Chị ơi thêm cho em số điện thoại luôn nha chị. Đó, nha nào cả nhà, giá sẽ có hiệu lực khi mà các chị lên đơn hàng ở trong cái live stream này thôi nha cả nhà. Chị nào mình thích mẫu này thì các chị đặt luôn cho em luôn ngay bây giờ nè, là mã hàng nè với số điện thoại cho em luôn. Nhanh tay nào cả nhà, 1346 và kèm số điện thoại cho em. 1346 và kèm số điện thoại nha, chuẩn bị em qua thêm một mẫu đầm tiếp theo nè. Ai lấy mẫu nào thì các chị đặt cho em luôn ngay bây giờ, làm mã nè và kèm cho em số điện thoại. D1346 cho chị Nguyễn Huyền chốt nè. Vải này là lụa mango nha chị Bùi Thị Vang ơi. Những cái chất vải này thì nó nhiều ưu điểm lắm. Nó vừa mềm, nó vừa êm, nó vừa mát và nó lại không có bị nhăn nhầu nữa nha cả nhà. Về độ co giãn thì vẫn là có độ co giãn luôn. Chị Thứ Uyên 1346 luôn, 199k. Đó, rất là đẹp nha cả nhà ơi. Nếu đặt ngay bây giờ là sẽ được ưu đãi hơn nhiều á các chị. Ưu đãi hơn nhiều so với bình thường. Cái đầm này bình thường các chị mua 299 mà giờ mình mua có 199 thôi, được giảm ngay 100.000 rồi cả nhà. Đó, bây giờ em sẽ qua tiếp tục cho mình thêm một mẫu đầm tiếp theo nữa nha. Ai lấy mẫu nào các chị đặt cho em luôn. Ngay bây giờ em chịu hàng luôn. Chia sẻ dùm em nha cả nhà ơi. À thôi để em lên cho mình cái đầm cổ vest đi, phẩm mới bên em nè. Đây nha cả nhà ơi, 1381 nè. 1381 nè cả nhà. Đầm cổ vét. Có họa tiết caro. 1346 chị Thúy Thu ok, em chốt cho chị luôn. Các chị ơi tranh thủ lên đơn nha cả nhà. Đây em có mẫu này nè, mã này là 1381. Hàng mới bên em. Và em đang có 4 size cho mình lựa chọn luôn. Hôm nay shop chốt sale cho các chị mình ở đây á là chỉ có 299 thôi. Túi này đựng vừa điện thoại nha cả nhà. Nó xếp ly nè, che bụng tốt cho mình và dây khóa kéo là đằng sau. Các chị ghi mã này cho em là DA1381 và kèm số điện thoại cho em nha. 1381 và kèm số điện thoại sale luôn trên live, chỉ còn có giá 299. 299k mẫu đầm này. Hơn mẫu này thì các chị đặt cho em đọc ngay bây giờ em chưa hẹt mã này là 1381 nha. E80 không vừa 1346 rồi chị. Em 90 không vừa rồi. Tại vì cái 1346 thì 2XL nó chỉ tầm 84 thôi chị nha. Rồi đầm em đang mặc chị nào lấy đặt cho em mã này là 1381 nè. Shop sale luôn với giá chỉ còn có là 299k mẫu này. 299k chị.
chị nào mình ưng ý mẫu này đặt liền cho em nè. Nhớ chia sẻ like giùm em luôn nhé, trên tường nhà và chia sẻ vào các hội nhóm giùm em nè. Rất là đẹp luôn, 299k vải bao xịn. Cái chất đúng xịn luôn, phải dày dặn nhưng mà nó êm mềm cho các chị mình nha. Đẹp từng cái đường kim mũi chị cho cả nhà luôn, túi nè, đó. Mã này các chị ghi cho em là DA13 DA13 DA1381 nha, 1381 và kèm số điện thoại sale giá là 299k mẫu này. 299k thôi. Rồi, em qua thêm cho mình một cái sản phẩm tiếp theo nữa nè. Giờ sẽ lên luôn cho mình một cái mẫu đầm sơ mi hai nhí nha. Rồi, mẫu tiếp theo là sơ mi hoa nhí. Tính ra tà sơ mi là lượt trước em thấy quá chừng khách hỏi luôn. Quá chừng khách hỏi đầm sơ mi mà hết hàng hết trơn rồi. Bây giờ mới có sơ mi tiếp này để cho mình săn đây. Ở đây em có mã này là chạy em một xíu nha, em đọc mã số. Đầm em 90 hả chị, rồi tí nữa em cho mình xem sau nha. Đầm em đang mặc đây là DA1367 1367 nha cả nhà ơi, 1367 hôm nay shop sale cho mình 299k mẫu đầm này nha. Rồi sale luôn cho mình, giá chỉ có 299k thôi. Form này là sẽ dài qua gối luôn. Có túi hai bên luôn. Form chuẩn đẹp, hoa nhí ha. Màu này không hề kén da. Da trắng này hay là da ngâm này, mình mặc đều hợp hết nha cả nhà. Mẫu đầm này các chị cứ ghi cho em đây là DA1367 và kèm số điện thoại luôn. Ngày hôm nay shop sale cho mình chỉ còn có giá là 299. 299k mẫu đầm này. Ai lấy mẫu này thì các chị lên đơn cho em luôn ngay bây giờ, 1367 kèm số điện thoại. Mà nói chung là những cái vải lụa mango này là khỏi lao rồi ha cả nhà, êm mềm mát và có co giãn luôn. Đầm có túi và đem phối nút ngọc này, phối ba cái nút ngọc xịn sò cho mình luôn. Dây khóa kéo đằng sau, chị nào mình ưng mẫu này các chị lên đơn cho em. DA1367 và kèm số điện thoại nè. 1367 và kèm số điện thoại sale luôn trên line này với giá chỉ còn có là 299k mẫu đầm này. 299k mẫu đầm này, mã này này là 1367 và kèm số điện thoại cho em nha. Lên đầm dày tay hả chị, rồi tí để em mặc nha chị ha. Rồi ưng mẫu này các chị lên đơn cho em luôn, 1367 và kèm số điện thoại nè. 1367 kèm số điện thoại sale luôn với giá là 299. 299k. Chị nào mà mình thích mẫu này các chị đặt cho em luôn ngay bây giờ nha, em chịu hàng luôn. 1367 sale giá 299k. Rồi bây giờ em sẽ chuẩn bị qua mẫu khác nữa rồi nè. Còn chị nào mình ưng mẫu này nữa không ạ? Tranh thủ nha cả nhà ơi. DA1367 này em sale luôn chỉ có 299k. Form lên nè, chuẩn form và mặc gọn người, che khuyết điểm rất là tốt cho các chị mình luôn nha. Từ 40kg nè đến tầm khoảng là 65kg vừa. 1367 nha cả nhà. 1367 sale giá 299. 1367 sale giá 299. Rồi tiếp tục qua mẫu tiếp theo. Ai ưng mẫu nào thì các chị lên đơn cho em luôn ngay bây giờ nha, em chuẩn hàng. Rồi đầm tiếp theo nè, 132. Em lên cho mình lên một cái mẫu đầm tay dài nha. Đây là mẫu mới bên em luôn nè. Rồi đợi em một chút xíu ha. 1375. Đây 1375 cả nhà ơi. Hôm nay shop sale luôn cho mình nha. 1375 này là giá chỉ có 199 thôi. Các chị thấy chưa, mẫu mới luôn đó nha. Mà sale chỉ có 199k như thế này thôi nè. Rồi bây giờ chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay nào cả nhà. Quá đẹp luôn. Từng cái nút này là các chị nút xịn nha, nút cao cấp luôn. Nó sáng bóng lên luôn. Đẹp lắm. Em đơm nước vô nha. Rồi mã này các chị ghi cho em 1375. Sale luôn. Chỉ còn có 199. Còn cái màu này nè, cùng kiểu luôn, màu đen. Màu đen các chị ghi cho em là 1375.
1374. Em đang mặc là 1375, còn đây 1374. Hai mẫu này đồng giá có 199 thôi, có 199k thôi nha cả nhà. Ok, chị Dương chiều em chốt đơn hàng cho chị luôn. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào các chị lên đơn sớm đi cả nhà ơi, quá đẹp luôn nha. Cái màu da là 1364, còn cái màu cái màu đen là 1364 các chị ơi. Cái này chắc mình comment mã kèm màu giúp em. Comment mã kèm màu giúp em chứ em sợ nhầm mã quá nè. 1374 là màu đen nha. 1375 là màu da. Đó, hai màu cho mình lựa chọn. 1375 1374 là màu đen. 1374 màu đen. 1374 màu đen, 1375 là màu da. Hai màu nha cả nhà, chị Phương lên ok. Các chị ơi nhớ kèm màu giúp em nha. Tại vì hai cái mẫu này mà like chung là dễ bị nhầm mã. Rồi, các chị đặt cho em nhé. 1374 là màu đen và 1375 là màu da. Form đẹp xuất sắc luôn. Mà hôm nay shop sale cho mình chỉ có 199 mà thôi. Các chị thấy chơi lớn chưa? Rồi, ai ưng mẫu này các chị đặt liền đi cả nhà ơi, quá đẹp luôn nha. Quá đẹp luôn. Màu da là 1375 và màu đen là 1374. Hai màu đều đồng giá sale là chỉ có giá là 199. Túi này là dư sức để vừa điện thoại, bên này túi giả, bên này túi thiệt để mình được vừa điện thoại luôn nha cả nhà nha. Rồi hai màu luôn. Đẹp quá chừng luôn các chị ơi, bên em là may túi là mình sử dụng được luôn nha cả nhà, chứ không phải là may là để trang trí đâu. Sử dụng được luôn. Cái này là đựng vừa điện thoại luôn. Cái này là đựng vừa điện thoại luôn á nha cả nhà. Đây nè. Anh cho vô cho các chị xem nè. Đó, các chị thấy chưa? Rất là tiện luôn nha cả nhà. Ai lấy mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em. Váy hoa sáng màu cổ vết có không? Không có chị ơi. Em chỉ có cổ vết hoa mà màu tối thôi chứ không có màu sáng. Chỉ có những cái hoặc là mình thích màu trơn như thế này thì có màu sáng thôi. Ở đây em có là em mã sản phẩm này là 1375 nhá. Còn cái màu da là 1374 nha. Hai màu luôn, sale với giá chỉ còn giá là 199k. 199k, còn chị nào ưng đặt hàng sớm giùm em chuyển hàng chuyển sai nha. Lên đơn sớm giùm em nè cả nhà ơi. Rồi, nhanh tay nha cả nhà nè. Rồi, còn chị nào mình ưng đặt hàng sớm giùm em nè ngay bây giờ. Rồi ok nè. Rồi, bây giờ em sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu đồng khác nha. Chị nào mình lấy đặt hàng sớm giùm em. Cái này mình nhớ nha, một bên túi thiệt và một bên là túi giả nha cả nhà nha. Đó. Rồi sale 199 tiếp tục nè, em sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu đồng khác nè. Chia sẻ like giúp em luôn nha, chia tường nhà vào nhóm nha cả nhà. Rồi đồng tiếp theo nha. Đợi em vài giây nha, qua thêm cho mình một cái mẫu đồng nữa nè. Mình nhớ chia sẻ like giùm em nha cả nhà ơi. Đây, cái này em xả kho lỗ vốn luôn rồi nè. 1329. Rồi. Đầm này nha các chị ơi, mình ghi cho em là 1329, giá ngày hôm nay shop sale 149k mẫu này thôi. 1329 và kèm điện thoại sale 149k. Hiện tại em sẽ có cho mình là 4 size nha. M, L, XL với lại 2X, chị nào lấy đặt liền luôn. Ở đây là em phối nút ngọc và viền đá xung quanh. Phối nút ngọc và viền đá xung quanh và đầm em có túi hai bên. Rồi dây khóa kéo đằng sau cho các chị mình nè. Mã đầm này các chị ghi cho em là 1329 nha. 1329 rồi xả hàng luôn 149k. Màu rất đẹp, lên da trắng da cực kỳ luôn. Ai lấy mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em chịu hàng. Đầm đẹp nhiều mẫu mã, em cảm ơn chị Quốc Thịnh nha. Đó, chị nào mua hàng shop em là mình biết rồi ha. Hàng em bao cho mình mặc làm sao giao như vậy hết luôn cả nhà ơi, không khác gì đâu nha. Rồi, nhanh tay nào cả nhà, mẫu này bây giờ cũng chỉ còn có 149 mà thôi. 149k mẫu đầm này, DA1329 và kèm điện thoại cho em nha. 1329 và kèm điện thoại, chốt sơ luôn trên la với giá chỉ còn có 149k đồng mẫu đầm này. Đây các chị nhìn cho em nè, cái chất này nó sẽ có co giãn cho các chị nha. Và đầm này em có kèm túi hai bên cho các chị mình luôn. Phía trước phố với nút ngọc cho mình nè, viền đá nè, rất đẹp ha. Rồi em đang mặc trên người đây 1329, chị nào ơn đặt liền 149k mẫu đầm này. Nãy thì em có like cái mẫu đầm này rồi nè. Hai cái mẫu này là nó gần tương tự giống nhau. Thì cái 1325 nó là tay lỡ, còn cái 1329 thì nó là tay ngắn nha cả nhà nha. Rồi chị nào lấy đặt hàng sớm giùm em luôn.
nhanh tay nha cả nhà, lên đơn liền em chốt sale luôn đó. Bây giờ thì cái chị nào thích chị nào thích mẫu này đặt cho em là 1325 nhá, 1325 cũng đồng giá luôn á, là 149 nè. Cái này thì nó là tay lỡ và phía trước này là phối với nút gỗ nha. Rồi túi hai bên luôn, đầm này em sẽ là 149k, 149k 1325 mẫu này, và em đang mặc 1329 nè, 149k. Có chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay lên đơn hàng cho em nào cả nhà ơi, comment cho em là mã nè và kèm cho em xin hỏi nè, để em chốt sale liền trên like cho cả nhà mình nha. Form rất là đẹp và đầm có túi hai bên cho các chị mình luôn. 1329 sale với giá chỉ còn là 149k thôi. 149k xả hàng nhanh cho các chị ngày hôm nay, sale không lợi nhuận mẫu này. Sale không lợi nhuận mẫu này luôn nha cả nhà ơi. Ưng mẫu này đặt liền chị Hồng, Hồng Nguyễn 1325 ok chị nè. Đó, 1325 là tay lỡ nha cả nhà. 1325 là tay lỡ, còn màu cái màu cam em đang mặc là 1329 nha. Rồi bây giờ để mặc lên cho mình mẫu này, em quên nữa nãy có chị hỏi mẫu này mà em chưa kịp mặc nữa nè. Rồi bây giờ nè các chị ơi, xong chưa chuẩn bị em qua thêm một mẫu đầm tiếp theo nè. 1329 sale 149k. 1329 sale giá 149k mẫu đầm này. Có cho mình là 4 size luôn, M, L, XL với 2X, từ 40kg đến 65kg là mình mặc vừa nha. Có kèm túi hai bên, chất êm mềm mát và có co giãn nhẹ cho mình nè. Chị nào mình lấy mẫu này đặt cho em là 1329 và kèm số điện thoại. 1329 và kèm số điện thoại trừ hàng nào chỉ còn có giá là 149k. Quá rẻ luôn nha cả nhà ơi. Rồi bây giờ lên đơn tiếp tục đi cả nhà. Rồi bây giờ em chuẩn bị qua mẫu khác nha. Chia sẻ live cho em giùm em luôn, trên tường nhà vào nhóm giùm em. Rồi em vài giây nha, mẫu đầm tiếp theo là 1379 nè. Đây, với mẫu 1379 này shop xả hàng nha. Rồi cho em xíu nha. Các chị ơi, đầm này shop sale sốc nè. Hôm nay DA 1379 này nha cả nhà, mình đặt liền đi. Hôm nay shop sale cho mình chỉ còn có giá là 199k. Với cái giá này là em chỉ có hiệu, giá này chỉ có hiệu lực duy nhất trên line này thôi, không áp dụng tại shop hay ngoài line. Là chị nào mình thích mẫu này nhớ nhanh tay lên đơn liền. Ghi cho em mẫu đầm này mã là 1379 nha cả nhà, và kèm số điện thoại để lên đơn hàng nha. 1379, 199k mẫu này. 199k mẫu đầm em đang mặc trên người, 4 size luôn, M, L, XL với lại 2X. Các chị trong tầm từ 40kg đến 65kg là mình mặc vừa nè. Chị nào mà mình lấy mẫu này thì các chị đặt hàng xứng dùm em ngay bây giờ nha. Để em chừa hàng và em chừa size liền chia like cho các chị mình luôn. 1379 và kèm số điện thoại cho em nha. 1379 và kèm số điện thoại sale 199, quá rẻ luôn nè cả nhà ơi. Một sản phẩm mới luôn mà sale sốc cho mình luôn, có 199k thôi. Ưng mẫu này thì các chị cứ lên đơn hàng sớm giùm em nào, ngay bây giờ để em chừa hàng chừa size. 1379 và kèm số điện thoại nha. Rồi nhanh tay nào cả nhà ơi, lên đơn sớm cho em ngay bây giờ em chốt đơn. 1379 chốt sale luôn trên like, chỉ còn có giá là 199k. Đây là 5 phút nữa nha. Rồi chị nào mình ưng đặt hàng sớm giùm em luôn nha. 1379, 1379 nha cả nhà. Rồi form vừa phải dễ mặc cho mình và che bụng cũng tốt cho các chị mình luôn. Chị nào ưng đặt hàng nào cả nhà ơi. Tay già nữa hả chị Nguyễn Hải, rồi để tí nữa em xem có mẫu nào để em like luôn cho mình nha. Còn đấy, tay già cũng còn đó. Rồi mã đầm này các chị ghi cho em là 1379. Em chốt sale luôn trên like này cho mình, chị còn có giá là 199, 199k mẫu đầm này. Chị nào lấy lên đơn nào, chị Thụy Nguyễn ok nè, rồi chị Mỹ Chi ok em chốt đơn nè. Mã này là DA 1379 nha. Ơn mẫu này nhanh tay cả nhà ơi, hàng mới mà sale sốt luôn, 199k thôi. 199k vải này đúng đẹp luôn, cái chất đúng xịn sò luôn cả nhà ơi. Có 199 thôi nè. Đó, nhanh lên nha cả nhà. Kể cả mẫu mới ngày hôm nay shop cũng sale rất là rẻ rồi. Chị nào mình ưng mẫu này các chị đặt cho em là DA 1379 và kèm cho em số điện thoại luôn. Nhanh tay nha cả nhà ơi, chốt đơn liền luôn. Đầm đáy mặc rồi chị Nguyễn Phương Trúc ơi, tí nữa mình xem lại đang sẽ thấy nha.
Rồi em đang mặc 1379, chốt sale còn 199.000 đồng. Tiếp tục nhận đơn hàng cho chị Ngọc Anh 1379. 1379 cho chị Diệu Hàm lên đơn luôn 199k. 1379 cho chị Hiểu Hiếu Nguyễn em sale 199k. Còn chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay nha cả nhà, giá sẽ có hiệu lực ngay lúc này luôn. Ưng mẫu này thì các chị nhớ lên đơn hàng liền luôn giùm em nhé. Ngay bây giờ em trừ hàng 1379 và kèm số điện thoại nè. Chỉ có giá là 199k đồng em ra mặt. 199k phong chuẩn đẹp luôn và rất là dễ mặc nha. Chị Phương Uyên em chốt 1379 nè, chị Lương Lệ em chốt 1379 cho chị nè. 199k. Lưu giúp em, các chị nếu các chị đặt hàng ở trong line này sẽ có được cái giá sale này nha cả nhà. Còn tại shop em không bán giá này đâu, giá mình sẽ mua cao hơn nha cả nhà, hoặc ngoài line giá sẽ cao hơn rồi. Mình đặt hàng tranh thủ trong cái line này luôn để em áp dụng giá sale cho mình. Chỉ còn có giá là 199 thôi. Chị nào mà mình thích mẫu này thì các chị lên đơn luôn cho em nào. 1379 và kèm trong số điện thoại luôn nha. 1379 kèm số điện thoại 199k. Rồi ok nè, chị Mỹ Oanh em chốt đơn hàng nè, chị Thanh Thủy ok nè. 1379 sale 199. Đó, dây khóa kéo đằng sau. 4 size cho mình lựa chọn, M, L, XL với 2X. Từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mà mình lấy mẫu này các chị đặt cho em DA1379 và kèm số điện thoại nha. 199k. 199k mẫu đầm này chị nào ưng ý đặt hàng cho em luôn. Nhanh tay nha cả nhà ơi, lên đơn hàng sớm ngay bây giờ để em trừ hàng luôn. 1379 nha. Quá xuất sắc luôn cả nhà ơi, giá này sale cực rẻ. Ưng mẫu này thì các chị lên đơn sớm nè, chị Hà Trần ok nè. Chị Nguyễn Lan ok em chốt đơn hàng cho chị nè, 1379. 1379 và kèm số điện thoại cho em luôn. Lên đơn sớm ngay bây giờ em chịu hàng chịu sang nha cả nhà ơi. Vải chất cara có, chất cara có co giãn nhẹ nha chị nha, phải nào không có nhanh đâu chị ơi. Rồi đầm này sale 199k đủ hàng luôn. 40kg đến tầm khoảng 65kg là vừa. 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa mẫu đầm này, nhanh tay nha cả nhà. 1379 cho chị Nguyễn Huyền, giá sẽ có hiệu lực khi các chị lên đơn hàng ngày hôm nay nha. Chị Thúy Đàn ok nè, chị Ngọc Trâm ok, chị Nhật Yên em chốt nè, 1379 nè. Còn chị nào mình ưng mẫu này lên đơn sớm giùm em luôn. Ngay bây giờ em chịu hàng sale 199k thôi, đẹp chưa? Từng cái đường kim mũi chỉ form lên rất là chuẩn cho các chị mình luôn nè. Có chị nào chưa đặt thì mình lên đơn hàng ngay bây giờ em chịu hàng luôn 199k mà thôi, quá rẻ luôn. Với giá này là không cần phải phân vân đánh đo suy nghĩ làm chi rồi đúng không ạ? 199k mà thôi, đặt hàng liền ngày hôm nay em chốt sale cho mình luôn cả nhà nha. Rồi bây giờ em sẽ lên mẫu khác nha. Em sẽ lên mẫu khác nha. Ai lấy mẫu nào các chị đặt cho em làm mã hàng với số điện thoại nè, để em chừa hàng cho các chị mình luôn. Rồi chờ em một chút xíu nha, chuyển thêm cho mình một cái sản phẩm tiếp theo. Rồi chia sẻ like giúp em nha cả nhà, trên tường nhà này vào vòi nhỏ giúp em nha các chị ơi. Rồi đầm tiếp theo em có ở đây một cái mẫu đầm voi 1354. Xinh lắm luôn nha cả nhà ơi, 1354. Đầm này em có 4 size M, L, XL, 2X rồi sale luôn 299 mà thôi. Chị Hương Nguyễn chốt 1379 cho chị nè. Rồi đầm em đang mặc là DA1354 nè, sale luôn với giá chỉ có 299. Cái tay này cả nhà có bo chun cho các chị nha, có túi cho mình một bên. Ở đây em phối với nút nè, ở đây em phối với 3 cái nút tạo điểm nhấn nha, và dây khóa kéo phía đằng sau. Dây khóa kéo phía đằng sau và bên trong là lớp lót thun cô tông. Cái màu này là màu củ dền đó cả nhà. Rồi đầm này em sale luôn 299k. Đầm đi tiệc em cũng có luôn chị, nãy cũng có like, để tí nữa mình cứ từ từ theo dõi đi, shop sẽ lên dần dần những cái mẫu đầm cho các chị mình lựa chọn nha. Em đang mặc đây, các chị ghi cho em nào, DA1354 và kèm số điện thoại. Sale luôn giá là 259k mẫu đầm này. Chị nào mình 299k mã 1354 nha cả nhà ơi. 1354 nha, chị nào mình lấy đặt liền 299k, 4 size cho mình lựa chọn luôn. M, L, XL với 2X, dây khóa kéo phía đằng sau nè. Đó, phong chuẩn đẹp luôn. Chị nào mình ưng mẫu này đặt liền cho em mã 1354 nha cả nhà. Lên 1337 nha chị, rồi tí nữa sẽ like sau cho mình nha chị nha. Còn chị nào mình ưng mẫu này các chị đặt liền luôn giùm em nè, 1354 và kèm số điện thoại. 1354 và kèm số điện thoại em chuyển hàng chắc chắn là từ từ. Thôi chị nào lấy đơn hàng sớm giùm em nha cả nhà ơi. 1354 nha cả nhà, 299. 299k nha, rồi em qua nhanh mẫu này nha, 1337 đúng không ạ? Rồi chờ em xíu nha.
Rồi em sẽ qua thêm cho mình thêm một cái mẫu đầm tiếp theo. Chia sẻ like giúp em luôn trên tường nè, và chia sẻ vào các hội nhóm giùm em luôn nha. Rồi chờ em một chút xíu nha, mặc thêm cho mình lỗ này. Đây, 1337. Cái đầm kia đâu bị đâu ha, sao tự nhiên cái đầm la mình nó bị. Đây là 1337 nha cả nhà ơi. 1337 nè. Đầm này em sale nha. Ở trên phòng live trên có bị đâu. Rồi đây là DA1337. Đầm này em chốt sale luôn cho mình nè. Chỉ còn có giá là 189. Cái này em đang sale cực rẻ luôn nha cả nhà. Chị nào lấy đặt liền luôn. 1337 sale 189k nha. Form đẹp ha. Túi hai bên cho các chị nè. Form này nó sẽ dài qua gối như thế này đây. Màu đẹp quá chừng luôn. Vải này có co giãn nha. Chị nào mình ưng mẫu này đặt liền 1337 và kèm số điện thoại luôn. 1337 và kèm số điện thoại luôn. Chốt đơn liền trên like cho cả nhà. Chỉ còn có giá là 189k mẫu này. 189k. Chị nào mình ưng mẫu này các chị lên đơn cho em luôn. 1337 và kèm số điện thoại sale 189 nha. Chị Thu Dung chốt 1337 nè. Chị Nguyễn Huyền em chốt 1337 cho chị nè. 189k mẫu đầm này giá siêu yêu thương. Ai lấy mẫu này thì các chị cứ đặt hàng sớm giùm em nào. Ngay bây giờ để em chuyển hàng nha. 1337 và kèm số điện thoại nào. Chị Thanh cho em chốt đơn hàng. Rồi chị Nguyễn Quỳnh em chốt đơn luôn 1337 nha. Rồi chia sẻ like giùm em nha. Đầm này chốt luôn 189k thôi. Các chị thấy chưa? Ngày hôm nay rất là nhiều đầm sale giá sốt. Chị nào mà mình ưng mẫu nào đặt liền. Cố gắng mình gộp đơn, tại vì khi gộp đơn từ 600 ngàn trở lên là còn được miễn ship toàn quốc nữa nha. 1337 189k. Vải này là vải lụa mango nha cả nhà. Êm mềm và mặc mát cho mình, có co giãn và không có bị nhăn nhầu nè. 1337 sale giá là 189, có chị nào mình lấy mẫu này đặt liền. Nhanh nào cả nhà ơi, sale luôn 189k. Qua đây vô lên nào. Rồi chị nào đặt hàng sớm giùm em nha. DA1337 và kèm số điện thoại. Em chịu hàng chịu sai nha. Rồi em qua mẫu khác nha. Rồi tiếp theo em có cái mẫu này cho mình đang giảm giá nè. Nhưng mà tiếc quá chị nào size lớn thì em hết mất tiêu rồi. Hôm nay chị còn cho cái chị size nhỏ thôi. Đó mấy chị mà cứ chờ sale nè. Nhiều khi cái đầm mình thích đó, chờ sale được thêm có đâu mười mấy 20 ngàn. Mà nó không có size cũng vậy ha. Đây còn hai size là 55kg đổ về cho em vừa nè. Đẹp chưa? Một em váy von nữa. Chuyến này tính ra mấy chục cái đầm mà có được à, chắc được cỡ 2-3 cái đầm von thôi. Đó không có nhiều nha các chị. Chỉ có 3 siêu phẩm von cho mình. Cái đầm màu củ dền vừa rồi, cái đầm xanh rêu tê lê này, với còn một cái von nữa, cái màu à, đen đen hoa nhí mấy chị đây nè. Đó, có 3 mẫu von thôi hả. Còn lại là nhung nhiều nè. Nhung chuyến này lại nhiều ha. Lụa thì vô số kể luôn. Rồi em mặc đây là von xè màu xanh rêu. Mấy chục cái đầm mà có một mình cái hề tay le thôi hà. Mẫu 37 có size 38kg hả chị? 38kg. Sao mà bé xíu là chị Nguyễn Nhung? Ganh tị chị ghê luôn á. Em đã 50kg rồi, chị có 38kg thôi vậy. Rồi nè, 38kg thì mặc cho em size M chị Nguyễn Nhung ơi. Size M. Nếu mà size M mà còn hơi rộng nha, phải chịu khó bóp eo cho em rồi, chứ không có size nhỏ hơn. Size M là nhỏ nhất của bên em rồi chị Nguyễn Dung nha. Mình mua cho em size M đi, hơi bé thì bóp eo lại cho em chút xíu. Rồi chị Lục Quỳnh 37 đầm của em, à 37 vừa rồi ha. Rồi em mặc là 1360 nha cả nhà. Đây là 1360, có 199 nè. Giá hôm nay là 199k. Để em xíu. Rồi giá hôm nay là 199k nha cả nhà. Đây là 1360 của nhà em nha. Đầm von xòe đẹp chưa. Màu xanh rêu nè, tay loe. Mấy chục cái đầm mà có một cái tay loe là mấy chị cũng biết rồi ha. Hàng hiếm, hàng độc lạ luôn. Hôm nay đã vậy còn lẽ size nữa. Có size M với size L thôi. 55kg độ về cho em là vừa. Chốt luôn là 199. Chị nào lấy mẫu này đặt luôn cho em. Cái form này nó hơi ôm bình thường nha các chị. Nếu mà các chị khách quen á nha, có thể tăng một size cho em đi. Còn chị nào khách mới thì cho em luôn chiều cao cân nặng, số đo vòng 1 vòng 2 luôn nha. Em nó hay chật cái khúc này nè các chị, cái đầm này hơi bé, hơi chật khúc trên này nè. 1360 cho em nha. Không có size lớn sao 77. Không phải không có mà là bán hết rồi chị cho tô. Nay chị mua này là muộn rồi, em bán này cả 2 tuần nay rồi. Cái đầm này em bán bữa giờ cả 2 tuần hơn lẻ size luôn rồi. Không phải không có mà là hết nha. Chị lấy xanh rêu 60kg 1369. 1369 là cái nào ta, tiện quên ngang ta. 1369. Ờ, nãy giờ có mặt chưa chị?
Còn em mặc là 60 nha. Em mặc 60 phải số 9 nha. Cái đầm quay là 1360 mà không có size lớn hết rồi. Không có co giãn luôn chị Nhật Linh. Uổng là cái váy này của em á, rất rất là nhiều chị khách ngay từ khi lúc mới về là ưng cái đầm này rồi. Lúc em mới về là cũng đã không có size trên 60. Mới về là cũng có 60 kg độ về thôi hà. Đó, mấy chị size lớn muốn mua đâu được đâu, tiếc hồi hội. Đến hôm nay lễ size luôn, em còn tuột xuống là size 52, 53 thôi. 55 em sợ chật á. 52, 53 giúp em nha, 199, uổng hơn. À, không có 60 nha, không có 60, 53 kg độ về cho em thôi. Rồi, tiếp tục bây giờ em lên mẫu khác nè. Nãy giờ các chị có muốn mặc mẫu nào tiếp theo không? Em còn nhiều đầm đẹp lắm nè. Đó, không biết là mấy chị đã xem tới khúc nào rồi. Tại em mới vô nên cũng không biết mấy chị đã xem tới khúc nào. Mình muốn em lên mẫu nào tiếp theo nữa thì comment ở phía dưới, em sẽ mặc cho mình xem nha. À, ôm suông không mấy chị? Ôm suông co giãn không? Mẫu này là ôm mà chất la dông mặt mát nè. Đây để mặc thử mình coi. Này rẻ lắm, có như 140 hà. Rồi đợi em xíu nha. Lên một em siêu phẩm đầm ôm suông đi. Mẫu này đang giảm giá còn 139k thôi. Có may sắn eo nè, rồi là chất la dông mặt rất là mát. Đây để em xíu nha. Rồi, mẫu này là 1322 của nhà em. 1322 nè, chất liệu vải la dông. Chất này là mấy chị nào chưa có mua thử nha. Nó mát lắm, mã nhẹ tinh nè, mặc như không vậy đó mấy chị. Sắn eo nha, form này là form ôm suông 1322. Em có sẽ tà hai bên nha. Mẫu này là ôm suông có sẽ tà hai bên nè. Form này form ôm, không có bó, không bó nó xíu nào hết trơn á. Tại nó có co giãn, cho nên là mặc nó thoải mái lắm. Ren hả chị? Ren đi em. Ren, em có một cái ren đen xòe với một cái ren màu đỏ ôm. Bật mí cho các chị là sắp tới sẽ có về cái ren màu tím. Sắp sắp nha, giờ chưa có nha. Hôm qua mới nghe thông tin là thấy mấy chị khách hỏi ren nhiều quá, cho nên là sếp em có nói là sắp tới sẽ về ren tím. Đó, chị nào đam mê ren thì đợi em thêm vài hôm, mai mốt có thêm cái ren tím nha. Giờ chưa có về đâu, mới nhá trước cho mấy chị mừng thôi, chứ chưa có về nha. Rồi, hoa nhí hả chị? Hoa nhí mà co giãn thì hơi hiếm nha. Hoa co giãn em có mua cái này thôi hà. Đây chị ơi, hoa co giãn em có mỗi cái đầm này là co giãn thôi. Còn mấy cái hoa kia mà von với lụa là bó tay. Von lụa là không cái nào co giãn hết. Có cái nhung này nè chị, có cái von nhung, có cái hoa nhung này nó co giãn chị coi chưa. 57 này nè, 57 này co giãn, chị có thấy cái này chưa? À biết cái đầm này không? 1357 đầm này co giãn tốt, thoải mái luôn. Bữa trước là có tới 70 á, không biết hôm nay còn cái nào size 2X không? Còn 2X là tới 70 kg vừa luôn. Còn không thì đợt này mà co giãn thì em lại có caro. Ở chính này về caro thì có co giãn. Bell có co giãn nè, rồi bi có co giãn nè, hoặc là nhung, rằn ri này là có co giãn nè. Đó, còn lại hoa thì ít co giãn lắm. Em mặc đây cũng có co giãn nhẹ nè, đầm đi tiệc hả chị? Rồi ok, để em xíu nha. Mẫu này sale với giá tiền là 139k thôi, 139k. Đầm ôm suông sẵn nghèo, dễ thương lắm. Màu này nó hơi nâu nâu nha các chị nha. Em có hai tông nền lận. Nếu mà các chị thích màu sáng hơn thì đây, màu vàng. Nền này nó sáng hơn nè. Cái em đang cầm á là nó giống kiểu em mặc luôn, nhưng mà cái màu nền nó sẽ tươi hơn chút. Nếu ai thích nền tươi vàng này đặt 1321 cho em nha. Rồi, thế thôi chứ đợi đi mà sao lắm. Ok chị Nguyễn Nhung. Rồi Nhung chị Nhung chị có rồi, đẹp lắm hả chị? Nhung có nó rồi. Vậy thì còn không còn cái nào hoa mà co giãn nữa trơn á. Rồi, cái váy của em đây đang mặc á, hai màu nha. Hai màu cho các chị mình nè. Ưng màu nào mình cứ đặt giúp em ha. Nếu mà các chị thích đầm ôm, em cũng có. Ví dụ bây giờ mình thích đi tiệc mà dáng ôm hay là dáng xòe. Ôm thì em có đây nè, ôm suông nè, hoặc là ôm kim tuyến, hoặc là ôm đuôi cá, đó là những cái dạng ôm. Rồi còn xòe thì rất là nhiều, xòe trơn, xòe hoa, xòe bông gì đó rất là nhiều lắm nha. Em đang mặc hả chị? Cái này thì nó co giãn lên được tầm eo 85, 86 luôn. Đây nè, cái chất này là chất la dông có co giãn nha. Cả hai đều chủ yếu là size lớn. Size nhỏ thì cái của em á, cái màu nâu này nè, 1322 nha. Em mặc gọi là màu nâu nha, để phân biệt với cái này.
Rồi, trước tiên em báo cái size màu nâu của em 1322, thì còn hai cái size M, một size L, còn lại size lớn nhiều thì khỏi báo số lượng ha. Size nào ít thì báo. Rồi màu vàng thì không còn size M luôn. Màu vàng còn size L với lại size lớn thôi. Giá tiền bằng nhau là 139.000 đồng. Chị Nguyễn Nhung ơi, nếu mà cái số ký của chị bé đó rất là dễ mình xử lý á chị. Nếu mà chị nào mà trên 70kg nha, buồn là tại vì không thể có cái nào mặc vừa hết. Còn chị bé người thì có thể bóp lại được chị nha. Thà đầm nó rộng mình bóp lại nó vẫn dễ. Chứ giờ chị đi kiếm mấy shop khác cũng không có đâu. Không ít shop nào bán đầm mà ba mấy ký đó. Thật sự, tại vì trung niên mấy chị cũng biết á, nhà em size M là đã hiếm rồi, size M em về là ít lắm rồi. Tại đa số khách nhà em toàn 55-65 không hả, ít chị nào bốn mấy lắm, hiếm hoi mới có mấy chị khách mignon, thiệt là mignon bốn mấy ký kiếm đồng thì có mà hơi ít ha. Rồi đồng này của em 139 nha, vàng là 1321, màu vàng 1321, mẫu em đang mặc là 1322, rồi đồng giá luôn 139.000 đồng. Ai chưa có mình đặt liền tay cho em nha. Đi tiệc mặc cái nào giờ ta, tại đi tiệc không biết mấy chị thích ôm hay xòe đây. Rồi 22 màu nâu chị Hoàng Thương ok luôn, 139k nha, 139.000 đồng mẫu của em. Nếu mà đi tiệc ha, tại gu em không biết giống gu mấy chị không, đi tiệc thì em thích mặc mấy cái ôm ôm hoặc là lấp lá lấp lánh á, thì không biết mấy chị giống vậy không. Đi tiệc thì em thích là thích mấy cái kiểu này nè, kim tuyến, kim sa, hạt lựu các kiểu á, đi lấp lánh nè, nè kim tuyến này luôn ha. Đó, không biết mấy chị giống gu em không. Chị đặt hai cái mặt đẹp lắm, em cảm ơn chị Lê Hồng. Thấy không, khách em nhận hàng là đều ưng hết trơn á. Sợ với chị không vừa thôi, sợ chật thôi, chứ rộng thì dễ, rộng thì cứ bóp lại cho em. Chật nó mới khó, tại vì đâu có nới được đâu. Nhiều đầm xếp ly thì nới, chứ nhiều đầm mà máy không có ly, không có gì hết trơn, đâu có nới được. Mẫu này xe 139k nha. Rồi đây, để em lên đầm mà đầm nào đây ta. Không, mấy chị không có gợi ý cho em. Mấy chị không có gợi ý cho em đầm nào. Em không biết mặc cái nào luôn á. Rồi, thôi cái này đi tiệc đi. À, đi tiệc có cái đầm chấm bi mới về nè. Đi tiệc sang nè, tại vì nó có lấp lánh mà trong live không thấy, ở ngoài mới thấy lấp lánh nha. Cái mẫu này là có chỉ kim sa ở phía trên nha các chị nha. Buồn là trên live không thấy chút xíu lấp lánh nào hết. Có mấy cái vải đẹp ơi là đẹp mà trên live không thấy được cái chi tiết á. Rồi em này body, body bi co giãn luôn. Mẫu này được cái co giãn tốt tới 70kg nha cả nhà. Đây là 1361. Hình như là em nghe thông tin là mẫu này đang sale vậy không ta. Đầu này giá cũ là 300 á nha, giá trước là 300. Nhưng mà hôm nay em nghe thông tin là đang sale với cái giá rất là thấp. Không biết cái chị đã chia sẻ live này cho em chưa ta. Ai chia sẻ like rồi em mới chốt được nha. Cái này em nhắc hoài trong like luôn, thế mà vẫn có chị quên cho coi. Một hồi vẫn có khách quên, cuối cùng không được chốt này nha. Rồi đầm bi của em, để em coi coi kiểm tra lại coi giá nó bao nhiêu. 1361. Trời ơi, chiều nay sale có 199k thôi hà. Thông tin gây sốc luôn. Chị nào mua cái bi chiều hôm nay là 199 nè. Chưa bao giờ rẻ vậy luôn á. Mã số là 1361 cho em co giãn thoải mái. Như ý em đi, đa như ý em thì sẽ mặc body này đi tiệc. Sang ơi, sang xong xách thêm cái túi vô nữa. Cái túi này của em nó tàn lắm luôn rồi đó, nó hư hết trơn luôn rồi. Nói xách cái túi qua để đeo cho mấy chị coi mà chưa có xách cái túi mới nữa. Có cái túi hư này mà đeo hoài luôn. Rồi, sale với giá tiền là 199k nha cả nhà ơi. À, đầm em mặc co giãn tốt, cái mẫu này các chị khỏi lo, 70kg cũng được nha, 70kg cũng được, khỏi lo. Về size các chị đừng lo, này co giãn dữ lắm. Cổ vuông hả chị, có cái này nó hơi lai lai vuông nè, nhưng mà nó lại lẻ size. Cái mẫu này nó hơi vuông tim á chị, đây nè nó hơi vuông tim ở phía dưới này xíu, nhưng mà buồn là nó chỉ còn size bé thôi, cỡ 50kg đổ về á chị, 50-55, không biết còn size L không nữa, chắc còn 50 quá à. Đây nè, có cái cổ này nè. Đó, thì lại còn size bé body ha. À, em có cái đầm mà tay lưới á. Nè, có cái đầm tay lưới nè, không biết chị thấy chưa. Cái cổ nó như vậy nè.
Đây, cổ này được không? Cổ hơi vuông vuông tim này được không? Cái này thì xòe, cái dung xòe tay lưới này thì còn được size 60kg luôn. Còn hai cái ôm mà đỏ với đen này á thì có 50 hả? Hai cái này thì dáng ôm, thì còn mỗi size M thôi. Em mặc thì 1361 nha, này sale 199 nè, 199k. Tối có like hả chị? Có, like sáng chưa chiều tối. Like giờ nào cũng có like hết trơn á. Thường sáng các chị xem like bắt đầu là tầm 9 giờ mấy, 9 giờ 15, 9 giờ rưỡi là sẽ có live stream xuyên suốt đến bây giờ. Đó, nãy giờ là cứ khoảng tắt thì sẽ có bạn khác like thay thế ha. Đại khách em nhiều khi chị làm sáng, chị làm trưa, chị làm chiều. Đó, không phải ai cũng rảnh cho nên là ông Bình mượn đã trả đâu nhớ không? Vinh đó vậy? Dạ hả? Ừ được á. Rồi các chị lưu ý giúp em ha, like lúc nào có hết trơn á, xuyên suốt đến giờ luôn nè. Đó, hồi trưa mới gặp em, giờ gặp tiếp phải không? Rồi chiều nay sẽ có like tiếp vào lúc 6 giờ rưỡi nha. Tối á thì sẽ bắt đầu like là vào 6 giờ rưỡi tối cho đến có thể tới khuya luôn. Nếu mà được thì có thể tới khuya luôn, là các chị có thể gộp đơn ha. Rồi bây giờ mẫu của em xem có 199 à, 199k nha cả nhà ơi. Mét tư hả chị? Mét tư chị mặc thì sẽ dài hơn em. Em cao 1m6 đây. Đầm này em cao 1m6 với chị nha, thì nó sẽ xẻ tà chính giữa như vậy. Đó, xẻ tà chính giữa như vậy. Đợt này đầm ngắn không hả chị? Chiến đợt này là dành cho chị luôn á. Mấy cái đầm này ngắn 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 không luôn á. Đợi em chút đi, chút em kiếm thêm cái đầm mới mặc cho chị coi. Em mặc trên gối là chị sẽ mặc vừa nha. Rồi em mặc đây là 1361 xe 199k body B. Đầm màu vàng hả chị? Vàng này hả? Vàng này hay sao? Đây là đầm vét màu vàng. Hay chị muốn coi cái lá vàng đằng sau, lá vàng hay là đầm cổ vét màu vàng, hay cái body vàng này em chưa mặc. Đó, chị muốn coi cái nào đây? Tông vàng thì em cũng tương đối á. Đây là body vàng xoắn eo ha. Rồi cái này là cái vét màu vàng. Vét vàng này không biết còn size gì nữa ta. Để em xíu nha. Em mặc là body B nha cả nhà ơi, coi giãn thoải mái luôn á. Có những cái đường kim tuyến ngang mà trên like không thấy nè, ở ngoài các chị thấy lấp lánh hơn. Giá sale là 199k chưa ngày hôm nay của em nha. 1361 kèm số điện thoại xe 199. À đỏ đen á hả chị? Đỏ đen. Đỏ đen đó thì còn size nhỏ nha. Đỏ đen thì em lại không còn size 2X mới đau lòng chứ. Chị Phạm Ly là hỏi cái đỏ đen đúng không? Rồi đợi em chút đi. Em mặc thử cái ha, để em coi hai cái nào nhiều hơn. Đợi em xíu nha. Màu đỏ, màu đen. Rồi màu đỏ nhiều hơn, thôi mặc màu đỏ nha. Màu đỏ nó còn hơn được cái kia được mấy cái. Vẫn là số lượng nhiều hơn. Rồi em sẽ mặc màu đỏ cho mình xem. Body hai cái này là chất phi tuyết nè. Cổ là cổ vuông tim. Tại vì cái mẫu này em bán là từ buổi giờ rồi, cho nên nó lẻ size mất tiêu rồi. Giờ là ngưng hàng luôn. Chuyến sau em về kiểu khác rồi. Đây này đẹp lắm. Đó mấy chị coi form nè, về cái là hết sạch luôn. Đây màu đỏ mấy chị nha, body đỏ chất phi tuyết của em nè, dễ thương cực kỳ. Giá thì hôm nay cũng đang sale nữa, mà tiếc quá còn size M thôi. Tím than sao em hả? Tím than, tím than là cái này hả? Đây hả chị, cái tím ở trên cùng này phải không? Phải cái tím ở trên xào cao không? Tím xào cao đó là đầm sườn xám á. Tím than phía sau em phải không ta? Tím than là cái tím nó đúng không? Còn lại đâu có còn cái nào tím than nữa. Đúng không chị? Cái xương xám đúng không? Cái này xương xám nha. Phải này không? Đúng không? Để em mặc cho chị coi nè. Cái đó cũng có co giãn luôn, nhưng mà cũng còn ít lắm, còn mấy còn có size M thôi hà. Rồi giờ váy của em nha. Body đen, à body đỏ. Rồi bonnet màu đen hai màu kiểu y chang nhau, cùng kiểu cùng chất liệu luôn. Giá thì hôm nay em đang giảm nè. Đợi em xíu. 1332 là màu đen nha cả nhà. Rồi ai lấy màu đen á, đặt giúp em là 1332. Hiện tại màu đen em còn size M. Màu đen là em còn size M. À còn theo được một cái size L nữa nè. Màu đen là còn size M với một cái size L luôn. Còn màu đỏ thì em chỉ còn size M thôi. Ôi nãy lên định ngược rồi, em bị mặc ngược rồi. À, em định mặc màu đen mà em mặc màu đỏ rồi. Số lượng màu đen là nhiều hơn với chị nha. Sale đồng giá là 139.000 đồng. Nãy em nhớ lộn mã.
32 là màu đen. 1332 là màu đen nha cả nhà. Màu đen nó dịu hơn màu đỏ nha. 1332 còn size M với một cái size L. Còn màu đỏ của em thì chỉ còn size M thôi. Giá sale hôm nay là 139.000 đồng. Giá cũ là 300. Mấy chị có coi những cái live trước của em không? 300k mẫu này mà khách đặt không có hàng giao luôn. Hôm nay cái size M mấy chị biết á, nó hơi kém là tại vì rất ít khách size M. Có phải là 50kg độ về rồi eo dưới 68 thì nó mới vừa cơ. Nên là hiếm khách nào như đó lắm. Bởi vậy ai size M mặc vừa cái này là được mua giá hời luôn. 139k cho em nha. Body phi tiết nè, y chang em mặc luôn. Cái đen lên form giống cái đỏ của em mặc nha cả nhà. Đằng sau có khóa kéo cho mình nha. Đó, dáng body dễ thương lắm. Màu đỏ là 1333, màu đen là 1332. Hôm qua có chút 33 màu đỏ, một cái L hả chị? Màu đỏ hả? Hôm qua hả chị? Em có chốt, em chốt hay sao ta? Để em không nhớ em có mặt này không? Không biết là có ai gọi điện thoại nhắn gọi điện hay nhắn tin cho chị chưa? Tại vì cái đỏ là hiện tại bây giờ là em thấy nó còn mỗi size M thôi hả? Nên là không biết hôm qua có chốt cho chị chưa? Hay là chốt chai rồi nữa? À, có ai nhắn tin hay gọi điện cho mình chưa? Nếu mà có rồi á thì là đã chốt chị nha. Còn mà chưa là chưa có hàng á. Tại hôm nay là hết trơn rồi. Hôm nay là cái màu đỏ không còn luôn, không còn size L luôn. Chỉ có size M màu đỏ thôi. Sale luôn là 139. Rồi xong chưa? Em qua mẫu khác nha. 3233 lấy 2 XL. Đâu còn đâu chị Nga, đâu còn XL đâu, size M. Em còn size M thôi, mà eo 75 cũng không vừa luôn. Không có vừa nha cả nhà ơi, mẫu này chỉ còn size M nha. Cái chị em giới thiệu nè, đầm này chỉ còn size M thôi là 50kg độ về. Còn cái màu đen á là được cái là 55kg độ về luôn. Đó, màu đen thì còn một cái size L. Chị nào size L thì đặt màu đen nha, còn đúng một cái một duy nhất luôn. Tranh thủ đặt sớm với lại hết nha. Rồi giờ em sẽ qua cái nào ta? À, cái tím than này đúng không? Rồi, cái tím này nè là đầm sườn xám, dáng ôm luôn. Dáng ôm nha, kiểu sườn xám sẽ tà hai bên á. Rồi đây, lên cho mấy chị coi sườn xám màu tím. Còn size M nhưng mà được cái là co giãn. Cho nên là chị nào dưới 55kg thì mình cứ đặt hàng cho em cái tím này nha. Đây, size M màu tím. Rồi đây là 1363 nha cả nhà, đầm sườn xám này chất nhung nha. Có mấy chị khách cứ lộn này là ren để thấy hoa nó nổi á. Thật ra nó là chất nhung nha cái chị, kim tuyến á, nó hoa văn kim tuyến thì nó nổi ha. Sale là 199k nè, 55kg độ về giúp em. Đó, 55kg độ về giúp em nha, sale luôn 199.000 đồng. 1344 hả chị? Hình như là em còn size bé hay sao á. Buồn quá, hôm nay mấy mẫu khách hỏi toàn là để size không à. Còn nhưng mà hôm qua là nó còn size nhỏ thôi. Không biết hôm nay còn sót lại cái nào không? Đợi em xíu đi. 1344, buồn luôn. 1344 hôm nay cũng lẽ size rồi chị yêu ơi. Size M với size L thôi hà. Mà form nó lại nhỏ nữa. Cái đầm ren đen nó form nó bé xíu à. Đây nè, size L nó cỡ tầm chắc 52, 53 thôi, chứ không được 55 luôn. Đây, cái đầm chị hỏi nè, ren đen 44 nè, chị vào Cẩm Giang. Nay hết trơn size lớn rồi, nay còn size bé thôi. Cỡ 52, 53 kg độ về mới vừa. Buồn luôn, lẽ size luôn. Em mặc đây là 55 độ về nha. Cái của em á là 55kg độ về, sale 199k. 62 con vừa nha chị. Đầm này em có từ 40 cho tới 55 thôi, hết trơn rồi. Sẽ tà hai bên nè. Đó, sườn xám sẽ tà hai bên, khóa đằng sau lưng. Đẹp chưa? Nay sale có 199 thôi, giá trước 390. Sườn xám này giá cũ là 390 nha. Mà hôm nay sale có 199k là mấy chị biết rồi đó, rẻ không? Quá xá rẻ luôn. Ai lấy sườn xám đặt 1363 giúp em ạ. Sườn xám nhung tím, có tặng kèm các cài áo nè. Cài này tháo được nha, chân có cái ghim băng ở đây cài tháo được. Chị Nguyễn Nhung chốt 1363 luôn. Rồi chị Hồng Cúc 54 được, 55 giờ đổ về giúp em. Body 64 có chị. Nếu mà body thì em sẽ có những cái này nó co giãn hơn, à có size hơn. Ren đỏ, một là ren đỏ, hai là kim tuyến đen tay dài. Rồi cái nhung đen đâu rồi ta? Cái nhung đen có kim, có cài áo nè, cũng còn size 65kg nè. Rồi hai cái body xoắn eo màu nâu với lại màu vàng lúc nãy em giới thiệu cũng còn size của chị luôn. Đó, a à, body bi, body bell nữa. Hai cái này mới về luôn. Cái bi hồi nãy em mặc chị coi chưa? Cái bi với cái bell mới về nè, là có size lớn đầy đủ size luôn á. Bi nè.
Đó, nhiều lắm, em còn nhiều body lắm. Nhưng mà tiếc là mấy cái body để giờ mặc thì size bé thôi. Chứ ngoài ra thì mấy body này vẫn còn size. Body B mới nè, B với Bell là hai cái mới nhất luôn, full size cho các chị. Có thể tăng lên thành 67, 68 hoặc thậm chí là 70 luôn. Rồi, nhung đen nè, nhung kim tuyến nè, ren đỏ nè, đó là những cái còn size. Rồi, chị thích cái nào? Trong mấy cái đó chị thích cái nào chị Nguyễn Trang ơi? Hay là chưa có cái nào trong đó? Để không biết là chị mua mấy cái rồi, nên là không chưa có cái nào thì nói em ha. Cái mẫu này thì em sale có 149, à quên, 199k thôi. 199.000 đồng, 55kg độ về cho em là vừa nha. Sườn xám, dung tím, có co giãn. Đó, co giãn đây là em tăng lên 55, chứ thật ra nó chỉ có size M thôi. Nhưng mà tính luôn co giãn thì 55 đổ về. Rồi, có cái dung đen tay lưới này em mặc luôn ha. Tại nãy có chị khách hỏi mặc cổ vuông á, thì cái này em thấy nó cũng hơi lai lai cổ vuông nè. Em sẽ mặc giới thiệu cho mình luôn. Ưng thì mình chốt, còn không ưng thì thôi, em lại mặc cái khác, chứ cũng không sao hết trơn á. Chứ không phải là em mặc lên cái em bắt buộc mấy chị mua đâu. Mặc lên mấy chị còn có quyền suy nghĩ nữa mà. Rồi, đây mẫu này, 1343. Mà dạo này sao á, đã là Facebook giảm tương tác rồi ha. Rồi đã là dịch bệnh đã khó khăn lắm rồi mà gặp mấy chị khách sao sao đâu không biết luôn. Sáng giờ gặp mấy chị luôn rồi á. Like nào cũng có một hai chị khách này kia vô, không mua mà phá không hà. Chưa mua bao giờ mà cứ vô chê đầm mắt, đầm có trăm mấy mà chê mắt. Xong rồi hả, kêu mấy chị kia đừng mua, mua online là ném tiền qua cửa sổ. Trời ơi, chắc chết luôn mấy chị. Đọc mấy comment đó mà vừa tức mà vừa buồn cười, không biết phải nói làm sao luôn á. Rồi, chị nào mua online nhiều là biết chất lượng nhà em sao rồi đúng không? Với lại đầm có 100 mấy à, đâu phải là 1 triệu mấy đâu mà phải suy nghĩ dữ dội lắm đâu. Đầm thì có 100 mấy thôi, bỏ ra 100 mấy mua thử mà chưa có mất tiền nữa. Em đã lấy tiền đâu, em giao tới em cho cái chị kiểm tra, cái chị coi ưng ý đúng như em quảng cáo thì lúc đó mới lấy tiền cái chị được, chứ đâu phải khi không dễ lấy tiền của khách đâu. Rồi, đây cái đầm nhung này nè, 229 thôi. Đầm nhung đen tay lưới của em có nhúng ở trên vai, nhúng cái phần tay. Đó, dễ thương không? 229.000 đồng. 1343 nha cả nhà. Em này thì còn 3 size nha, 60kg độ về cho em. Nhung xòe tay lưới 1343, 229.000 đồng. Chị nào lấy đặt sớm cho em nha, 1343 kèm số điện thoại. 1343 kèm số điện thoại cho em nha cả nhà. Sale còn 229 nha. Cái này em hết 2x rồi. Em cho xem đầm von hoa hồng. Von thì em có cái von mà màu củ dề, nó chỉ là cái này nè. Còn cái hoa hồng này là không phải von mà phải lụa nha. Cái hoa hồng đỏ chị xem phía dưới này nè là lụa. Ba cái hoa này đều là lụa hết, không phải von. Von em có cái này thôi. Em có cái hoa màu củ dề này là von nè chị. Đây, hoa nhí này được không? Hoa nhí này thì von ok á, chứ ba cái kia là lụa nha. Rồi, 66kg hả chị? Bi hả? À, bi được, bi 70kg được luôn á. Cái bi nó co giãn tốt lắm chị. Bi 70kg cũng được á chị Cẩm Lan. Em mặc qua mất tiêu rồi. Nếu mà chị thích thì em gửi hình cho chị coi nha. Em có chụp hình lại mẫu mặc á, thì em sẽ gửi hình chị coi. Hoặc là chút có thời gian em mặc lại, không thì em like xong rồi em lưu lại cái chị mình xem lại cũng được luôn. Đây, đầm bi. Cầm thì thấy nó bình thường ha. Cầm cái đầm bi nhìn nó không có ra cái vòng gì hết trơn, mà mặc lên nó mới khác, mặc lên nó đẹp hơn. Bi là 1361 với chị Cẩm Lan. Trưa nay sale có 199 à. Cái nhung này đẹp quá, cảm ơn chị Sương Rồng nha. Có một màu duy nhất luôn. Đầm nhung em mặc chỉ có một màu duy nhất thôi. Sale với giá tiền là 229k. Tay nhúng nè. Đó, nó có nhúng bo thun như vậy, nên là cái chị mà tay to hay tay nhỏ gì nó cũng có co giãn hết, không có sợ bó quá với chị nha. Màu củ dề này được không? Màu củ dề được không chị? Còn ba cái này là ba cái lụa. Chị muốn coi nào? Muốn coi cái von củ dề này hay là hoa hồng đỏ lụa này? Ở phía trên này là lụa bên Pháp nè. Cái trên cùng là lụa bên Pháp. Cái giữa mới về có cục nơ ở cổ. Rồi cái phía dưới thì bán bữa giờ rồi, hoa hồng đỏ. Chị muốn coi cái nào nói em nha. Rồi giờ em lên cái khác đi. Mẫu này sale 229 nha các chị. 60kg độ về cho em ha. 40-60kg mặc vừa giúp em. À ừ, xem lụa đúng không? Xem lụa vậy mặc cái hoa hồng đỏ đi. Cái này rẻ, đẹp, full size. Đó, nhắc tới hoa hồng đỏ là đúng cái đầm em thích rồi đó. Em sẽ giới thiệu cho mình coi. Đợi em xíu. Rồi,
Này có mấy đồng có 120, 140 gì hả? Chị nào khách mới thì mua thử mấy cái đồng đó trước nha. Mua mấy cái đồng em sale trước coi ưng không? Coi chất liệu, coi kiểu dáng, coi form có hợp không? Hợp thì lần sau mình lại quay lại mình mua tiếp nha. Chứ giờ em cũng đâu có bắt cái chị mua mấy cái mắt trước đâu. Rồi. Lại dướng áo kéo. Rồi, em lên cái hoa hồng đỏ nha cả nhà ơi. Hoa hồng đỏ là 1340 nè. Giá thì có 169k một cái đồng này thôi hà. Đó, mắt đầu mắt đúng không? 169 cái chị đi mua vải, tiền công, tiền xăng các kiểu là cũng hơn rồi. Em may thành phẩm luôn. Thành cái đồng này luôn mà bán có 169 cho mình thôi nè. À, to quá chị không vừa. Ok, ok chị luôn. Rồi, giờ cái đồng này của em nha. Cái mẫu này của em á, mã số là 1340 nha. 33 đỏ size M nè. Rồi chị Mai Huệ 44. 45kg hả chị? 1344. À, cái đầm ren đen. À, mua eo tới 76 hả chị? Eo 76 thì không vừa rồi. Em nghe 49kg em đang có thể là được. Nhưng mà tới eo là không được rồi. Tại cái đó nó nhỏ lắm. Lại dính khóa. Cái đó nó nhỏ lắm chị nha. Cái đầm đó nó nhỏ xíu à. Cho nên là eo nó cỡ tầm được 74 thôi, 76 thì không vừa chật lắm chị ơi. Cỡ 72 chứ, 72, 73 thôi chứ không được 74 nữa. Đầm nó nhỏ xíu à. Thôi có gì mình lựa cho em mẫu khác chị nha. Đợt sau có về ren tím á nha. Chuyến sau đi, đợi em chuyến sau đi. Có ren tím bù lại cho, chứ ren đen này em hết hàng size lớn rồi. Rồi hoa hồng đỏ của em nha. Hoa hồng đỏ là 1340. 1340 thì em đang sale chỉ có là 169 à. 1340 169k nè. Đó, full size cho mình luôn. 40-65kg là mặt vừa. Mấy chị thích đầm dài là chọn cho mấy cái kiểu này nè, là dài nha. Còn mấy cái đầm mới á, là ngắn không hà. Đầm dài là lựa mấy cái đợt này của em nè. 340 này là đầm dài nè. 44 hả chị? 44 hình như vẫn 200 mấy sao á. Giá thì nó vẫn vậy. 1344. 1344 giá nó vẫn 259k chị nha. Giá thì vẫn vậy, 259 mà size thì nó hết trơn rồi. Đó, cái đen này nè giá vẫn 259k thôi mà size thì lẻ mất tiêu luôn. Rồi, em mặc bao nhiêu tiền? Em mặc có 169 à. Đầm trung niên mà. Bên shop em là đầm thời trang trung niên, thời trang quý bà nha. Đó, cho nên là cái chị mình vô shop em là bất kể cái chị U30, 40, 50, 60 là đều có những sản phẩm phù hợp luôn. Thậm chí có những cái mẫu nó rất là dễ thương thì tầm 20 mấy tuổi có chị mặc cũng được. Tại vì em đây mặc riết cái thể hình cái gu như vậy luôn mấy chị. Thấy mấy cái đầm trung niên là rất là sang, rất là thích. Đó, nên là tùy cái chị chọn ha, nhiều kiểu lắm. Mình đương cái nào thì mình cứ đặt cho em nha. Váy này xe 169k hoa hồng đỏ. Nền đen hoa hồng đỏ 169.000 đồng thôi. Size em có đầy đủ luôn. 40-65kg mặc vừa. Chị nào thích thì cứ lên đơn. Đây mấy cái đầm đợt mới về mấy chị nó ngắn không? Nó ngắn khác so với cái em mặc rất là nhiều phải không? Nó trên gối em luôn á. Đó, đợt mới thì đầm ngắn nha. Còn em mặc thì nó còn dài qua gối nè. 1340 cho chị Minh Vi nè. Rồi chị Kim Cúc có đơn luôn. Nhớ kèm theo cho em là 3 lần chia sẻ like nha cả nhà. Điều kiện là 3 lần chia sẻ live stream này thì em mới chốt đơn được nha. Rồi đây, lên một em vest màu hồng. Đây, ai thích vest trơn, em có màu hồng, màu da là đang có tương đối size á. Còn lại mấy cái vest caro thì mới về không nói ha. Còn mà vest xanh, vest cam, vest nâu vàng là lẻ size hết trơn rồi. Có hồng với da là còn tương đối thôi. Hôm trước chị lấy 40XL. À vậy hả chị? XL. Rộng nhiều không chị? Rộng nhiều không chị Hoài Lê? Nếu mà XL mà chị mặc mà nó rộng một khúc á thì chị xuống giúp em size L là vừa. Nhưng mà nó chỉ có hơi rộng cỡ tầm 1-2cm thôi á. Mà mình xuống một size thì chắc chắn nó sẽ bị chật đó chị nha. Nó khổ cả là vậy. Tại vì cái size á, nhiều khi khách mặc cái size đó nó lại hơi rộng. Nhưng mà bắt buộc là phải lấy cái size đó rồi. Tại vì xuống một size thì nó lại chật nít luôn đó. Nó khó là khó cái chỗ đó. Rất là nhiều chị mặc vừa y như ri may luôn. Nhưng mà một số chị mặc nó vẫn hơi rộng rộng một chút xíu nha. Này, tại vì hàng may sẵn mình phải chịu thôi. Chứ không thể nào 100 chị đều vừa hết 100 chị được. Vẫn có một số chị hơi rộng một chút xíu nha. Nhưng thà em vẫn luôn giới thiệu với các chị, thà mình lấy nó hơi rộng, nó dễ xử lý hơn là nó chật nha các chị nha. Rồi đây mẫu này 1366 vest màu hồng. 1366 vest màu hồng. Tặng kèm cái xịt dây cột eo luôn.
Mấy chị biết em xem nhiêu không? 159 nè. Đây, đầm cô tâm lạnh nha, vét đi làm đi chơi gì cũng xinh xắn hết mà chỉ có 159k thôi. Xuất sắc chưa? Thắt cái nơ đây nữa, còn không thích thắt thì khỏi thắt cũng được luôn. Chị nào thấy nó nữ tính quá thì khỏi cần thắt cái nơ này, cất ở nhà luôn giúp em dây rời. Xe 159k nha. Hàng này em cũng còn full size á, 1366 nè, đầm vét cô tông lạnh, size đầy đủ từ 40 tới 65, eo 84 đổ về cho em là vừa nha. 1366 kèm số điện thoại cho em. Có 159 nè mấy chị ơi. 159.000 đồng thôi. Không đẹp em không lấy tiền mấy chị đâu, thật sự luôn. Cái này thì yên tâm, tại em bán nhiều lắm rồi. Cái đầm này thì rất là yên tâm nha. Em bán biết bao nhiêu rồi, nên nó gần hết hàng luôn rồi. Chưa có chị nào chê hết mấy cái vét đợt này về nè. Bán hết cả màu cam nè, màu xanh nè, đó. Rồi màu nâu vàng hồi nãy em giới thiệu cho em định mặc nữa nè. Đó là nó gần hết trơn luôn đó mấy chị. Bao nhiêu cái vét màu mà này hết trơn, hết sạch bách luôn. Nên là các chị đừng lo về chất lượng nha. Hết rồi, khách em mua cái màu nào cũng khen hết trơn á. Quan trọng là nay nó còn lẻ cái size gì cho mình thôi hà. Rồi, giờ như cái màu em đang mặc thì còn ok hơn nha. Ba cái này nhiều chị khách thích lắm, nhưng mà nó chỉ còn size bé thôi, rất là khó. Phải dưới 55, như là cái màu vàng này cũng vậy, dưới 55. Xanh cũng vậy luôn, rồi cam cũng vậy luôn. Chỉ có hồng với lại da thôi á, là em còn size nhiều cho mình. Full size nè, là hai cái này còn full size hơn, hồng với da nha. Xe 159, 159k mẫu của em, 1366, 40 cho chị Phạm Sinh nè. Rồi, mẫu này khỏi chê, mặc đẹp lắm, phải không? Khách em khen nhè. Em cảm ơn chị Quốc Thịnh nha. Nhiều khi mấy chị khách mới sợ, ví dụ như mà vô like mà có mấy chị khách quen đang xem á, mà chị nào vô chê thì ít ra còn có một số chị có thể là lên review lại giúp em được là tôi mua rồi có sao đâu, hay là nhận cái váy rồi đẹp lắm chẳng sao hết. Còn mà nhiều khi mà toàn mấy chị khách mới không, mà tự nhiên có một chị khách nào vô kêu đầm tóc này thế kia ha, là tự nhiên mất lòng tin liền. Mấy chị kia chưa mua sợ, chưa mua nghe vậy sợ liền cái đi luôn. Bởi vậy khổ lắm, nhiều khi mấy chị comment chơi chơi hoặc là mình không có suy nghĩ mình comment một cái gì đó thôi là đã ảnh hưởng tới sáu em rất là nhiều rồi. Sáng giờ gặp mấy chị luôn vô chê, chưa mua giờ mà chê, khổ dễ sợ. Rồi, đây là 1366 các chị nha. Nếu có chị khách mới á, mình chưa bao giờ đúng không, mình sợ thì đây, cứ lựa cái này cho em nè. Có 159 à, mua thử, chưa mất tiền đâu. Em giao tới cho khui ra kiểm tra luôn. Mở ra coi xong rồi, đây các chị thấy không, đúng như em giới thiệu thì mình trả tiền cho em thôi. Còn nếu mà không đúng thì thôi, mình khỏi lấy hàng có sao đâu nè. Em giao tới là em đảm bảo chuẩn mẫu nha, các chị đừng lo cái khoản đó. 1366 cho chị Diệu Hà nè. Xe 159k nha. Màu hồng là 1366. Vét màu đất hả chị? Màu đất là màu nào ta? Màu cam hả chị? Màu này hả? Màu cam đất hả? Nếu eo 74 hả chị? Eo 74 là chị mặc cho em size L chị Nguyễn Hằng ơi. Eo 74 thì size L nha. Nhưng mà để em coi coi, chị hỏi màu đất là phải màu cam đó không? Nếu mà màu cam đó thì em còn, nhưng mà size L không biết nó có được eo 74 không. Cái con cam nó hơi bé. Đây nè, để em đo coi. Chị hỏi màu cam hay là màu nâu vàng? Em có màu xanh, màu nâu vàng. Màu này màu cam nha, không phải màu đất nha, màu cam nha. Phải cái này không chị Nguyễn Nga? Vì em sợ nó hơi bé quá. Cái màu cam này em mặc em thấy nó hơi ôm so với lại mấy cái màu kia. Cái này size L nè. Rồi ok, 74 là vừa khít chị yêu nha, được nha. Đầm màu cam eo 74 là vừa khít giúp em ha. Rồi có size L. Size L chị Nguyễn Ngang ơi, có nè, đặt cho em size L cái mẫu này nha. 74 vừa khít màu cam luôn. Rồi còn đầm em đang mặc thì full size nha. Mẫu này là từ 40 tới 65kg mặc được luôn á. Chị nào dưới 65 thì cứ đặt cho em. Vét màu hồng là 1366. Rồi full size. Tiếp tục bây giờ sẽ qua mẫu khác nha. Mặc nào giờ ta? Để giờ có cái nào chưa lên không? Để tiếp tục em lên cho mấy chị xem coi. Không biết là mặc tới phút nào rồi. Cái đầm hoa có cái cột nơi, mấy chị thấy chưa? Hoa cột dây trên cổ áo á, mới nè. Mẫu này dễ thương lắm. Cái màu rất là dễ thương, nhẹ nhàng thôi. Nền đen hoa nè, rồi thêm cột dây nơ nữ tính nữa. Đây em mặc thử mấy chị coi mẫu mới này nha. 1387. Có bịch nào lấy không? Rồi,
Đây là 1387 cái chị yêu nha, 1387. Hôm nay đang sale với giá tiền chỉ có 299k thôi. Chất này là chất lụa nha cả nhà. Đây, có cột dây nè. Cái này là em có cột cái nơ rồi đó. Còn nếu các chị không thích cột nơ thì mình thắt một nấc thôi, thắt một nấc để đó thôi, hờ hờ vậy thôi cũng được nha. Sale 299 ạ. 1387 kèm số điện thoại cho em. Cái nữa mà nó cái kia đang chừa ra online mỗi mẫu này không phút sai riêng đó hả? Ừ. Mới nữa hả? Rồi đây là 1387 cái chị nha, mẫu này dễ thương nè, size thì full size luôn, 40-65kg mặc vừa cho em nha, từ 40-65kg đổ lại cái chị cứ lên đơn nha, có chuyên viên nhà em tư vấn size cho mình, được tư vấn size trước khi giao hàng xanh nghiêm. Cổ vuông nè, chỗ nãy có chị tắt là cổ vuông, cái gì hay nè, rồi em mặc đây là 1387 cái chị yêu nha, 1387 cho chị Huyền Khánh ạ. 65kg độ về cho em là vừa luôn, đẹp chưa? Sale có 299 à, mẫu mới luôn, mẫu mới về của shop em, sale còn 299.000 đồng. Có cái dây cột trên cổ nha, chị nào sợ trẻ thì còn một nấc thôi. Đồng cam đất, đúng rồi, cam đất chị nhau phải nâu nha, cam đất nha. Rồi đợi em chút, nếu mà chị thích cái này thì đợi em xíu đi, sau cái này đi em mặc cho chị coi. Nó còn size M với size L. Mà size mặc em thấy nó hơi ôm ôm ta. Để em mặc lại em kiểm tra một lần nữa đi. Đo thì thấy ok mà mặc lên thấy hơi ôm. Túi để lai. Ghê vậy. Mới mua này bên sửa qua. Sửa thì qua. Thì tôi đắp vẫn đeo hoài. Em đang mặc 1387 đây cái chị coi tôi mới. Trời ơi nè, đó đi tiệc sắm vô về cho em. Rồi sang chưa nãy mới nói mới than không có túi đeo này, coi cái túi mới đeo mấy chị. Túi này là đeo phối cho mấy chị xem thôi. Ở đây thì shop em chỉ có hãng đồng chứ chưa có kết hợp thêm giày dép túi xách gì cả. Nhưng mà thấy khách hỏi cũng nhiều á, cho nên là nếu như mấy chị nhiều chị quan tâm thì có thể mai mốt em sẽ có về thêm túi hoặc là giày dép gì đó ha. Đó rồi em đang mặc đây là sale 299 nha. 1387 mẫu của em, sale còn 299.000 đồng. Đi chơi đi làm màu này cũng nhẹ nhàng luôn ha, nền đen hoa. Đó cái hoa của nó như vậy nè, bông bi nè, như một vườn hoa mấy chị thấy không? Đó, đủ màu xinh xinh. 299, chị nào lấy thì cứ đặt giúp em. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại. Rồi em qua cái màu cam đất cho mình coi thử nha. Nhưng mà xem thấy mặt cái này nó ôm ôm. Đây để em xíu đi, em kiểm tra lại coi. Em đang mặc là size L luôn nè. Thì em mặc size L nó hơi rộng chút á. Đây, đây là em đang mặc size L luôn nha. Thì cỡ 74 được, ok. Eo 74 đổ về cho em được nha. Rồi, đầm màu cam đất này là 1350. 1350 là vét màu cam đất. Form xòe nha. Rồi, chị nào hỏi cam đất đặt giúp em 1350 nè. Đầm vét xòe chất lụa măng tô. Cái này thì em đang sale cũng rẻ à, tại nó cũng lễ size rồi. Đợi em xíu nha. 1350. 1350 nha cả nhà, giá hôm nay sale nhiêu đây ta? Chị nào ưng cái váy cam này của em á thì cỡ tầm là 55kg độ về nha. 55kg độ về cho em là vừa, rồi giảm luôn 199k thôi nè. 199.000 đồng cái váy màu cam này của em. Trời ơi, có cái túi này hợp với mấy chị không? Sang chưa? Đó đầm nha mấy chị, chỉ cần nhiều khi mặc trơn hay nó bình thường, xong cái mình kết hợp túi xách vô, cài áo, thắt lưng hay là giày dép vô là nó khác liền. Như cái mẫu này em sale cho mình là 199, tin được không? Giá trước 300k đó mấy chị, đẹp không? Đẹp không chị Dương Rồng? Người đẹp vì lụa ha. Mặc cái đầm đẹp lên, xách cái túi Vanderwood vô ra đường hết hồn liền. Giá sale có 199. Đó, mặc cái đầm này mà bảo 199k thiệt sự không tin đâu. 199k đầm của em, đi làm được. Đấy này nó không có xè quá. Em may cái này cổ vét nè. Đó, tay là cũng dài rồi. Thay như vậy là cũng đã dài rồi nè. Qua gối luôn. Đó, đi làm cái chị mặc cũng được mà nó cũng không có phải là quá bồng bềnh, nó rất là nhẹ nhàng ha. Rồi, đi tiệc cũng được luôn. Xe 199.000 đồng nha. 50kg độ về cho em là vừa. 1350. 40 là cái hoa hồng đỏ chị. Đây nè. 40 là mẫu này chị nha, hoa hồng đỏ có 169 ạ. 1340 là hoa hồng đỏ, 169k. Chị Thanh Nhàn nè, 40 là mẫu này, 50 là vest của em, 50 chị Nguyễn An, ok luôn.
Không có túi. Đầm em đang mặc chỉ có một bên túi thôi. Đầm này là một túi nè. Có một túi thiệt, bên này túi giả. Chuyến này đa số là đầm một túi. Đây, một túi thiệt, túi này túi giả nha. Tại vì em thấy đa phần mấy chị mặc đầm như vậy nè, là ai ai cũng có kèm theo cái túi như vậy hết, túi xách đó. Nên là nhiều khi cái đầm nó có túi hay không nó cũng không quan trọng luôn. Đi đâu cũng có cái túi như vậy rồi, tiền bạc các thứ bỏ đây hết trơn rồi, nên là đầm cũng không có không không có cần có túi nhiều ha. Rồi sale luôn là 199k màu cam nha. Cái này là em chưa có ủi á, cái size mới mặc nó bị chột, cái em lấy size lời em mặc luôn, chưa ủi gì hết. Mình xem đợi giúp em sale 199 màu cam 1350. Chị gửi ngay size L ok nè. Vét màu cam là 1350. Ai chưa có đặt sớm để em chừa hàng chừa size cho mình nha. Rồi tiếp theo đây sẽ là một em váy nào đây ta? Để em coi coi. Đầm em mặc thì 55kg độ về nha. Vét ca 1350. Còn mỗi 2 size thôi hả. Chị nào 55kg độ về mình cứ đặt cho em, có chuyên viên hỗ trợ tư vấn size cho mình. Có một cái cũng được rồi. Rồi đây lên cho các chị xem mẫu khác đỡ hơn không có chị ha. Rồi một cái là cũng đã ok rồi. Rồi đây lên đầm nào đây ta? Body nữa không? Mấy chị thích body à? Quên, có ai thích đầm không tay không? Hình như cái mẫu này là chứa mặt luôn nè. Rồi dạ, để like nữa hả? Ủa giờ ca sáng rồi. Rồi đây em có cái đầm body này mấy chị nha. Body cổ đỗ sang lắm. Cái này nó chất Atashi kim tuyến á mấy chị, co giãn tốt. Cổ là may cổ đỗ cho mình nè. Tại em mặc ở đây nó không có thời gian để mà chỉnh kỹ với mấy chị, nên là nhìn nó hơi rối rối cái phần cổ. Đây mấy chị xem đỡ nha. Đây em này là body Atashi, màu hơi xám xám chút xíu. 1345 nha cả nhà. Có co giãn nha. Đợi em xíu. Mẫu đang mặc đây là body cổ đỗ nha các chị không tay ha. Mà cái cổ này may cái kiểu cũng gọi là nó đa dạng á mấy chị. Mình mặc lệch vai một bên cũng được ha, hay mặc thành cổ thuyền cũng được luôn. Đây nè các chị thích thì mình kéo nó hơi ra đây xíu, nó ra cổ thuyền. Đó thì em cũng đang sale luôn là như đây ta, đợi xíu 1345. Rồi size thì em còn nha, 1345. Có co giãn nha cả nhà, hơi 65 đổ về cho em đi, 159k thôi. 159.000 đồng nha cả nhà ơi, full size cho các chị luôn. Đó đẹp chưa, đi làm mặc thôi, đi làm thì không có tay sợ nhiều chỗ hơi khó. Thôi đi chơi đi tiệc đi mấy chị, cổ đổ ha, đi chơi đi tiệc cũng được nha. Sale còn 159.000 đồng. Cái nào cũng đẹp của em gái. Cảm ơn chị Hoa Xinh Đầu nè. Đây, này đi đám cưới mặc đẹp không mấy chị? Em mới mặc trơn thôi đó. Tại vì hiện tại là không có thắt lưng đi kèm ha. Đợt trước có tặng mấy chị khách quen nhà em là chắc đã có thắt lưng hết rồi đúng không? Ai mà có thắt lưng rồi thì đeo thêm vô cho nó có điểm nhấn, hoặc là cài áo nè, hay là dây chuyền trang sức các kiểu vô ha, rồi sắm cái túi vô như vậy cho em. Đó, đám cưới mặc như vậy được chưa mấy chị? Sang chưa? 1345 nè, có 159 à nha, đầm co giãn luôn. Đầm kim tuyến lấp lánh như vậy, cổ đổ luôn, 159k. Em mặc là nó hơi thuyền rồi đó. Còn không thích thì các chị kéo nó xịt vô. Ai không thích cái cổ nó thuyền quá thì kéo nó xịt vô như vậy. Rồi, tùy chỉnh nha. Cổ này mặc dao động, thích rộng hay là thích kính gì cũng được luôn. Xe 159.000 đồng, Diễm Minh Tâm ơi, 1345 giúp em. Body không tay, em này là duy nhất luôn á. Không, hiếm có body không tay lắm. 65kg độ về cho em. Thật ra là còn 3 size ML, XL. Nhưng mà cái này nó co giãn mấy chị ơi. Đây cái chất của nó nè. Đây, nó co giãn như vậy nè. Đó, giờ 65 đổ về các chị cứ đặt cho em đi nha. 1345 kèm số điện thoại cho em, 1345. Đi tiệc đi chơi gì cũng đẹp. Sang ơi là sang luôn. Mặt mát nhẹ tinh không hề ngứa nha. Kim tuyến nhưng không hề ngứa. 1345 cho chị Diệp Thúy nè. Eo 82 mặc cho em size 2X nha. Rồi chị Mỹ Lệ ơi, lấy mẫu nào? Em thấy số điện thoại, em chưa thấy mã số. Cho em xin cái mã số chị Mỹ Lệ ơi, chưa thấy mã số nha. Đồng này sale còn 159, 159.000 đồng váy của em, đặt liền tay để em trừ hàng trừ size giảm giá luôn. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em. Đằng sau là do em đang bóp cái kẹp nên là không có tiện quay mấy chị coi. Đằng sau nó chỉ có khóa ẩn bình thường chứ không có gì hết trơn á. Quan trọng đằng trước nè.
Đó, xe 159k nha. Rồi chị Đoàn Khánh chúc 1341345 đầm của em luôn. Ai chưa có mẫu này mình đặt sớm để em chừa hàng chừa size cho mình nha cả nhà. Đặt trực tiếp ở trên live nha. Lưu ý là giá sale chỉ có hiệu lực trong live thôi. Mỗi lần các chị thấy livestream hiện lên là vô đặt hàng là luôn luôn có giá sale. Nhưng mà tắt rồi nha, tắt rồi là khác, tắt rồi là về giá cũ hết. 330 mấy một đầm, cũng là mẫu này nhưng mà về giá khác. Còn trong live nó rẻ hơn. 159k mẫu của em nè. Chị nào lấy đặt luôn cho shop là 1345 kèm số điện thoại nha. Nhanh tay nha cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu khác nữa nè. Sale luôn còn 159.000 đồng thôi. Body, đây mấy chị xem nha. Cổ này các chị mặc thành như vậy cũng được luôn. Đó, mình kéo xuống như vậy thành bệt vai cũng được luôn, cũng ổn luôn. Hoặc là mặc lệch vai một bên, chị nào trẻ trẻ thì lệch vai một bên như vậy. Đó, mấy cái kiểu này các chị mặc đa dạng luôn á. Cổ thuyền, cổ đổ hay là sao mà cũng ok hết. Giá sale chỉ có 159.000 đồng cho em nha. Đó, thấy không? Đa dạng cổ không? Mặc kiểu nào cũng được, tùy mấy chị biến tấu ha. Rồi, giờ em qua mẫu khác nè. Kèm theo chia sẻ like cho em 3 lần để chốt đơn nha. Rồi, cái đuôi cá này cũng gần hết, em mặc cho mình coi luôn. 159. À, 159 là mới có giá tiền đó chị Hoa Đỡ. Đây là 1345 chị nha, cho em xin cái mã nha. Giá thì không quan trọng. Giá thì em báo trực tiếp rồi, em báo giá nào mua giá đó trên live rồi. Quan trọng cái mã số, mã số điện thoại là cần phải có nha. Rồi, đây, đuôi cá này em cũng sale 159 nè. Đó, nhiều khi 159 mẫu khác cũng cùng giá tiền đó luôn. Thì các bạn sẽ không biết là mình lấy cái nào. Đầm này cũng 159k nhưng mà em lẽ sai. Đây là 1334. Mẫu của em là 1334 nha. Đây là đuôi cá hoa nhỏ. Rồi còn 3 size là ML và 2X. ML và 2X em sale luôn 159.000 đồng luôn. 159k mẫu em đang mặc nha. Đẹp chưa? Chất này là chất lụa nha cả nhà. Thêm một em váy lụa nữa nha. Lụa mango, form chữ A đuôi cá thôi, dễ thương lắm. Sale còn 159.000 đồng luôn. Này có hai túi. Mẫu này thì hai túi hai bên. Cho mình à, chị Huệ Bùi 45. Rồi còn em mặc đây là 1334. Đó, 1334. Chất này là chất lụa nha cả nhà. Dán đầm xương chữ A khóa đằng sau lưng. Hai túi hai bên luôn. Ở phía dưới thì em có may đuôi cá nè, mà may kiểu như là tà đắp chéo á. Có nhiều chị khách nhìn tưởng hai tầng. Không phải hai tầng nha, chỉ có một tầng thôi. Nhưng mà em may cái tà nó đắp chéo vô nhau như vậy nè. Đó, đợt trước có mấy chị nhận hàng bảo là ủa sao thấy hai tầng mà đi ra có một tầng. Đó là do mình nhìn không có kỹ mấy chị nha. Em có giới thiệu là đầm đắp chéo mà, em đâu có kêu hai tầng đâu. Rồi sale luôn 159k thôi. Đuôi cá có túi nè. Màu này xem màu này hả chị? Không có màu khác. Đuôi cá này của em á có màu này hoặc là hoa khác. Hoa khác hoàn toàn luôn. Còn mà chị thích hoa giống vậy màu khác em không có. Em có cái hoa to hơn được không? Đây. Cũng là đuôi cá chữ A. Hoa to hơn luôn, hoa khác hoàn toàn của em luôn. Hoa to nè, hoa nhỏ nè, hai mẫu. Sale khác à, giá thì cũng hơi khác nhau á. Cái hoa to này có 149 à, rẻ hơn 10.000 nữa. Em mặc là 159k nha. 159.000 đồng 1334. Rồi đuôi cá hoa nhỏ. Đuôi cá hoa nhỏ 1334. Chị nào lấy đặt sớm cho bên shop để chừa hàng chừa size cho mình nha. 40-65 ký mặc vừa nha cả nhà. Đuôi cá chữ A chất lụa nha, sale còn 149. À 159. 159.000 đồng. Đặt trực tiếp trên live cho em nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em nè. Đầm đuôi cá hoa nhỏ 1334. Em chào chị Ngọc Huệ nha. Rồi còn chị nào nữa không? Đặt liền cho em ở trên live nha các chị. Số lượng có hạn. Số lượng có hạn nha, gần hết rồi. 3 size nhưng mà không có nhiều. Mỗi size tính ra có cái 3 cái, có cái 5 cái, có cái mười mấy. Đó, không có nhiều đâu. Suy nghĩ lâu quá là hết trơn luôn. Rồi, 1334 kèm số điện thoại cho em nha. Rồi thôi bây giờ bà livestream em sẽ lưu lại nha. Chị nào vô trễ cứ xem lại giúp em ha. Cảm ơn các chị đã có theo dõi live này. Và cũng như là hẹn gặp lại mình vào những livestream kế tiếp của shop nhé. Chúc các chị buổi chiều vui vẻ ạ.